chúng niệm Phật. Nam mô Tát Sa thiền này cần có cái sự phân tích và cần có cái tưởng rất là mạnh, cần có cái trí rất là mạnh để phân tích. Và phân tích bốn cái đại đó là đất, nước, lửa, gió, bốn cái đại này ở trên thân con người. Vì cái chủ trương của cái pháp thiền này là để cho mình có cái chi kiến đúng, có cái nhận thức đúng, có cái sự hiểu đúng về bản chất của cái thân này, của cái sắc thân, của cái sắc thân, để mình phân tích được nó mổ chẻ, mổ xẻ nó ra. Trên thân này cái gì nó thuộc về đất, cái gì nó thuộc về nước, cái gì nó thuộc về lửa, cái gì nó thuộc về gió. Sau đó mình sẽ liên hệ được cái đất, nước, lửa, gió ở bên trong. Vì cái đất nước nửa gió ở bên ngoài nó có cái gì giống nhau, nó có cái gì khác nhau. Và nếu mà cái người mà thực hành được cái pháp thiền tứ đại này thì người đấy sẽ có được một cái tuệ trì, mà mình sẽ phá vỡ được những cái khối tưởng, những cái lầm tưởng rất là lớn từ xưa đến nay. Mình sống trong cái lầm tưởng rất là nhiều, và khi em thực hành được cái thiền này thì nó sẽ phát triển ra được cái tuệ, đó là cái tuệ chi, cái sự nhận thức, cái chánh chi kiến. Thiền phân tích tứ đại là một cái pháp thiền quan trọng nhất trong các pháp thiền chỉ quán. Nó là một đề mục thiền định sâu sắc, và nó cũng là khởi đầu cho một cái pháp phân tích sắc uẩn, tức là khởi đầu cho pháp hành thiền tuệ ở cái giai đoạn là phân tích sắc uẩn. Người nào mà muốn phân biệt được sắc uẩn thì người đó phải thực hành thiền tứ đại, phải phân biệt được bốn đại trục: đất, nước, lửa, gió. Sau đó mới phân biệt được các cái sắc khác nó nương tựa trên bốn cái đại trục này nó sinh. Vì vậy một thiền sinh muốn chứng ngộ niết bàn thì nhất định phải thực hành qua pháp thiền phân tích tứ đại này. Bốn đại là gì? Vâng, tại sao lại phải phân tích bốn đại? Bốn đại ở đây là địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại. Sao lại gọi nó là đại? Đại bởi vì nó rộng lớn, nó to lớn. Ví dụ như là địa đại, ví dụ như là đất. Cái quả địa cầu này nó rất là rộng lớn. Cái không gian vô biên này, vũ trụ vô biên này, nó rất là rộng lớn. Và ở đâu nó cũng có cái vật chất thì ở đó nó có cái địa đại. Thủy đại là cái tánh nước nó cũng rất là rộng lớn, cứ ở đâu có địa đại thì ở đấy sẽ có thủy đại, thì là rất là rộng lớn. Hỏa đại cũng vậy, phong đại cũng vậy. Bốn cái này lúc nào nó cũng đi kiểu cùng với nhau, nó có cái này thì nó sẽ có cái kia, bốn cái này nó nương tựa với nhau. Thì trong bốn cái này thì nó cứ có cái này nó mạnh, có cái kia nó yếu, cái này nó mạnh, cái kia nó yếu. Lúc nào cái nào nó mà mạnh quá, cái nào nó mà
nó mà mạnh mẽ quá thì nó sẽ tạo ra cái sự mất quân bình. Quân bình ví dụ trên thân thể con người có bốn đại: địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại. Nếu bốn cái đại này nó mà điều hòa thì mình được yên ổn, nếu mà bốn cái đại này nó mà không điều hòa thì là mình sẽ bị xáo trộn. Địa đại nó mà mạnh quá thì mình nó sẽ cái thân hệ thể của mình nó sẽ bị nặng nề, nó bị cứng đơ. Nếu mà thủy đại nó mạnh quá thì nó bị phù nề, sức phù nề. Nếu mà hỏa đại mạnh quá thì mình bị nóng sốt. Phong đại mạnh quá thì mình sẽ bị cảm, bị trúng gió. Ở ngoài cung vật, ở bên ngoài, nếu mà bốn cái đại này nếu mà nó không được điều hòa thì nó gây ra cái thiên tai, nó gây ra cái tai nạn như động đất, sóng thần, hay là núi lửa, hay là cuồng phong bão tố. Bốn đại trong con người nó có bốn đại, mà bên ngoài nó có bốn đại. Mà lúc nào nó điều hòa thì bình yên, mà không điều hòa thì sẽ bất an. Nhưng mà có cái bốn đại, nó cũng là bốn đại trong cái thân con người, nó cũng là bốn đại, nhưng mà nó lại khiến cho con người sinh ra chấp thủ, sinh ra cái sự chấp thủ đối với bốn đại ở bên trong. Còn bốn đại ở bên ngoài thì người ta không có chấp thủ với nó. Và khi mà mình học để mình hiểu ra được ấy, khi mà cái người hành thiền để cho một cái thiền sinh thực hành thiền tứ đại, phân tích ra cái thân này nó là đất, là nước, là lửa, là gió, để cho lúc đấy nó có một cái tâm, nó có một cái tâm nó dựng dưng, nó tự tại, để nó nhàm chán, nó diệt trừ đi cái tham ái, diệt trừ đi cái chấp thủ đối với cái thân tứ đại này. Bởi vì nó thật sự chỉ là tứ đại thôi, chứ nó mang cái hình tướng là người, hình tướng con người, nhưng đấy chỉ là mình nhìn bằng cái con mắt thường thì mình thấy nó có cái tướng con người, có cái tướng người nam, có tướng người nữ, có tướng người già, có tướng người trẻ, có tướng người đẹp, có cái tướng người xấu. Đấy chẳng qua là nó chỉ có mỗi cái vỏ bên ngoài vậy thôi, còn cái những cái cốt lõi ở bên trong thì nó chỉ là đất, nó là nước, nó là lửa, nó là gió. Mà đất nước lửa gió thì nó như nhau, đất nước lửa gió bên trong, đất nước lửa gió bên ngoài thì nó cũng như nhau. Thì phải phân tích ra như vậy thì để mà phá vỡ được cái khối tưởng về chúng sinh, và cái người đấy sẽ thành tựu được một cái pháp, đó là pháp không tưởng, không tưởng, thấy mọi thứ là trống không, người thấy cái thân là trống không, mọi thứ là trống không, đây là không tưởng. Vì không thấy, không biết được bản chất của sắc thân này chỉ là đất nước lửa gió, nên chúng sinh bấy lâu nay thường lầm tưởng cho bốn đại này là ta, là thân ta, là con người, nên tham ái chấp thủ và bị đau khổ lâu dài, bị chi phối bởi tham ái với cái thân này, cho nên là bị trôi lăn ở trong cái dòng sinh tử. Muốn có chi kiến đúng về sắc thân thì phải thực hành thành công được phát thiền tứ đại này. Tính chất của tứ đại, thứ nhất là bây giờ mình nhìn vào trong thân thể con người thì mình đấy, tôi thấy có thịt, có da, có máu, có mủ, có gân, có xương, đâu có thấy đất. Đất đâu là đất, đất thì là đất ở bên ngoài. Chứ bây giờ nói trong thân tôi là đất thì có ai chịu không? Có ai chịu, có ai chịu mình là đất không? Coi tôi như đất đấy. Nên thì thường thường bây giờ mình không thể đào bới tìm kiếm cái đất ở trong người mình, mà bây giờ mình sẽ tìm ra cái đặc tính của đất ở trong người. Đất nó có tính cứng, tính mềm, tính nặng, tính nhẹ, tính thô và tính mịn. Đấy là cái đặc tính của đất. Thế bây giờ trong người mình cái gì cứng thì cái đấy là đất. Nó cứng quá thì nó sẽ, cái gì mà cứng quá thì nó sẽ gãy. Nhưng mà cái thân mình nó có gãy được không? Bởi vì nó có cái tính mềm, nó quân bình đã. Mà mềm quá thì nó mềm chứ bún thì làm sao nó đứng được. Nó có tính cứng, nó nâng đỡ. Hai cái tính này nó phải có, nó phải đi với nhau. Cho nên trong thân thể của người nó có tính cứng, tính mềm. Đấy là đặc tính của đất. Nó có tính nặng, tính nhẹ. Nó rất là nặng. Cái thân thể này nó rất là nặng, nhưng cũng có khi nó rất là nhẹ.
đấy thì nó là tính của đất, tính thô, tính mịn. Thô có nghĩa là thô ráp, thô ráp. Mịn có nghĩa là trơn mịn. Thì đấy là những đặc tính của đất. Đất có chức năng làm nền tảng cho các loại sắc khác. Đất này nó làm một cái nền tảng như giống như một cái nền móng để cho tất cả mọi thứ nó chứa đựng ở trên cái thân này. Những cái thân thể này nó là cái tính đất và nước chứa đựng ở trong nó, nước chứa đựng ở trong nó, lửa chứa đựng ở trong nó, gió chứa đựng ở trong nó, nó là nền tảng cho các cái khác. Đất có thể tiếp nhận tất cả các thứ trong cái thân này, nó tiếp nhận tất cả, mình uống vào bao nhiêu nước cũng được, hỏa đại hoặc phong đại ở trong này bao nhiêu nó tiếp nhận được hết. Đây là tính chất của đất. Tính chất của nước đó là nó có sự tan rảnh, tan chảy và nó có sự kết dính. Nếu mà không có nước này thì đất này nó sẽ tan, đất nó sẽ tan ra ngay. Nếu bây giờ mà không có nước thì da nó sẽ không dính vào thịt, da nó rơi ra ngoài này và máu ở trong người nó chảy hết ra ngoài này. Nhưng mà giờ nó có nước, nước thì nó có tính chảy nhưng mà nó cũng có tính kết dính đó, dính, cho nên là xương dính vào thịt, làm cho gân dính vào xương, nó làm cho da thịt dính vào nhau. Thì nhờ có cái tính nước, nước nó có tính tan chảy, nó có tính kết dính ấy. Thì trong người mình có rất nhiều nước, máu là nước, mồ hôi, nước mắt, nước mũi, nước miếng, nước khớp xương, nước tiểu ấy. Thì đấy là cái tính nước, đấy là nước ở trong trong người mình, hàng ngày mình uống vào mấy lít nước. Thế khi nó ở ngoài thì nó là nước, mà nó vào trong thì nó là mình. Khi mà nó ở ngoài thì nó là nước, khi mà nó vào trong người, mồ hôi của tôi, máu của tôi, lúc này lúc ấy nó sẽ trở thành của mình luôn. Nước có chức năng là làm giãn nở mực lọc. Mình uống nước vào thì nó căng phồng mình, căng da. Nước có sự thể hiện là kết dính, không có nước thì nó không dính này. Nửa có hai cái đặc tính là nóng và lạnh. Có khi là nóng cũng là nửa mà lạnh cũng là nửa. Thế cái đấy nó thuộc về thời tiết mà. Như như là thời tiết thì có những cái mùa là nóng có mùa lạnh này, thì đấy nó đều là thời tiết. Thì nửa ở đây nó là đặc tính của thời tiết. Thời tiết thì trong người mình phải có lúc nó nóng, có lúc nó lạnh. Thì những cái đấy nó đều thuộc về hỏa đại hết. Nóng quá thì nó phải có lạnh nó quân mình lại. Mà lạnh quá thì mình phải đi sưởi ấm để cho nó nóng lên. Nóng quá thì mình bật điều hòa cho nó lạnh như thế. Thì đấy nó đều là có cái phong đại ở trong người mình cho nó điều hòa. Nửa có chức năng làm ấm, làm cho thân mình được ấm áp. Chức năng nó làm cho già. Nếu mà cái người nào mà hỏa đại mạnh quá thì cái người đấy rất là chóng già. Nhưng cái người nào ấy, có những đứa trẻ nó rất là chóng lớn vì cái hỏa đại của nó rất là mạnh. Nó tiêu hóa thức ăn rất là... Người mà có hỏa đại mạnh ấy thì ăn vào nó tiêu hóa rất là nhanh. Ăn cái gì vào hôm trước hôm sau nó đã tiêu hết rồi. Hỏa đại nó tiêu hóa thức ăn, nó đốt cháy thức ăn. Cho nên là cái người đấy rất là chóng lớn. Nhưng mà nó cũng làm cho rất là chóng già. Để nó không những nó tiêu hóa mà nó đốt cháy. Nó đốt cháy cả thân thể này cũng nhanh. Giống như là ngọn lửa nó cháy nhanh thì nó chóng tàn. Người mà có hỏa đại thì cái người đấy sẽ chóng già, hỏa đại mạnh, làm chín và tiêu hóa được thức ăn. Thức ăn gì vào trong đấy thì nó cũng chín như hết. Thì nó phải có cái hỏa đại này, nó tiêu hóa. Hỏa đại ở trong cái chỗ phần tiêu hóa nó rất là mạnh. Thì đấy, này, trong cơ thể nó có lửa. Lửa có thể hiện là thiêu đốt và làm chín mọi thứ. Ăn cái gì vào, dù ăn sống vào nó cũng chín hết. Rồi là đặc tính của gió nữa. Gió nó có cái tính đẩy và cái tính nâng đỡ ở trong người mình. Bây giờ gió nó có cái tính đẩy. Ví dụ bây giờ một cái người, có những cái người khi mà rơi xuống nước một cái thì mình phải hít thật nhiều không khí vào trong 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 người. Thế là cái không khí nó ngấm vào trong người, nó làm cho lỗ, nó đẩy cái người đấy lên. Thì cái đặc tính gió ở trong người mà nó có thể đẩy người, có một người mình có thể bật nhảy lên rất là cao do cái phong đại nó rất là mạnh. Mình có thể bước đi được là do có cái tính gió này nó đẩy và nó nâng đỡ, nâng đỡ cho mình mới có thể đưa đẩy được. Thì nó có gió. Nếu mà một cái người mà không có gió, người đấy không có nhúc nhích được,
không có co duỗi được, không có đi lại. Vậy thì trong người nó có gió thì nó có tính đẩy, tính nâng đỡ, nó có chức năng để chuyển động, nó có sự thể hiện là mang theo. Trong người nó có, trong cái thân này có tính đất, tính nước, tính lửa, tính gió. Vậy thì đất là cái gì? Tất cả những cái gì cứng, mềm, nặng, nhẹ, thô, mịn, đấy nó thuộc về đất. Những cái gì mà nó có cái sự chảy, tan chảy, kết dính lại thì nó thuộc về nước, chảy mồ hôi, chảy nước mắt, chảy nước mũi, chảy máu. Đấy là tính chảy của nước, cái nó dính lại như da dính vào thịt. Đấy, cái gì nó có tính nóng và tính lạnh là lửa. Có cái gì mà nó có cái tính đẩy, tính nâng đỡ, tính nâng đỡ. Ví dụ như bây giờ mình đang ngồi cúi xuống xem là mình có thể nâng được cái người lên. Ví dụ mình đang ngồi mình đứng lên được, nó có một cái lực nó nâng lên. Thì cái gì nó nâng? Cái gió nâng cho mình. Nó có cái tính phong đại nó nâng. Thì đấy là bốn đại ở trong cơ thể này. Có đất, nước, lửa, gió. Bây giờ một cái thiền sinh sẽ thực hành cái thiền tứ đại thì cái vị đấy cần phải tập từng cái đặc tính một, cần phải quan sát từng, tìm hiểu từng cái đặc tính một. Cái cách thức thực hành cái thiền tứ đại này có cái cách thức để đi tìm kiếm bốn cái đại chủng ở trong con người. Có hai hạng thiền sinh thực hành thiền tứ đại, đó là một người đã tu chứng các pháp thiền như là tứ thiền hơi thở, và một người chưa tu chứng pháp thiền định nào. Thì với thiền sinh mà đã tu chứng pháp một cái pháp thiền định rồi thì vị đó chỉ cần nhập tầng thiền cho đến khi ánh sáng nó tỏa sáng rực rỡ, vị đó bắt đầu mới rải cái ánh sáng ở trên thân và tìm các đặc tính 12 đặc tính. Còn với thiền sinh mà chưa chứng thiền nào thì cũng phải chú tâm vào một điểm trên thân mình, xong rồi bắt đầu đi tìm kiếm cái đặc tính 12 cái đặc tính của tứ đại từng đại một, bắt đầu đi tìm đặc tính này. Thiền sinh cần tìm một cái đặc tính dễ nhất, lúc bắt đầu thực hành thiền tứ đại phải tìm cái đặc tính dễ nhất. Thì cái đặc tính dễ nhất trong những cái đặc tính này là thường đặc tính có đất nó có cứng, thô, nặng, mềm, mịn, nhẹ, nước chảy dính, lửa nóng, lạnh, gió nó đẩy và nâng đỡ. Thế bây giờ mình cảm nhận những cái đặc tính này thế nào? Cảm nhận bằng cái cách này, nó có những cái cách mà nó cảm nhận. Bây giờ mình sẽ cảm nhận một cái tính dễ nhất, ví dụ như bây giờ mình thử hơi ngoắc ngoáy cái đầu này. Mình thấy cái đầu của mình nó rung, nó rung qua rung lại, thì đấy là đặc tính của gió. Đấy là cái đặc tính của gió. Hoặc là bây giờ mình để ý cái hơi thở nó đi vào, nó làm cho cái ngực của mình nó căng lên, hay là cái nó đi ra nó làm cho cái ngực nó xẹp xuống. Nó có cái đấy nó cũng là cái đặc tính của gió. Thì mình để ý vào cái mạch, cái động mạch của mình nó có cái đập. Đấy, thì cứ cái gì ở trên thân mình nó có sự chuyển động thì đấy nó là tính đẩy của gió. Cho nên là người mình lúc nào nó cái tính động nó rất là cao, vậy thì cái sự chuyển động của gió sẽ rất là dễ thấy. Tính đẩy của gió thường là dễ thấy nhất, vì vậy thiền sinh sơ cơ thường được bắt đầu bằng thực hành với tính đẩy. Cho nên là bao giờ một cái thiền sinh thực hành thiền tứ đại cũng sẽ được dạy là quan sát tính đẩy. Cho nên là có những trường thiền dạy các thiền sinh là để ý dưới bụng, khi hơi thở đi vào đi ra nó phồng xẹp. Cho nên là có cả một cái pháp thiền gọi là pháp thiền phồng xẹp. Phồng xẹp là để quan sát cái gì? Đó chính là quan sát cái tính đầy của gió. Tính đầy của gió. Chứ không phải là cái người quan sát phồng xẹp, không phải là thiền hơi thở. Mà cái người đấy là đang hành thiền, đang đi tìm phân tích tứ đại, phân tích gió. Khi hơi thở vào ra thì lồng ngực hay bụng dưới có tính phồng xẹp thì đó là đặc tính của gió. Thiền sinh tập trung vào và tưởng nhớ đến quyền niệm đại liên tục như vậy cho đến khi thấy được tính đại đó thật rõ ràng, thì năn dần nó ra khắp toàn thân và sẽ cảm nhận được tính gió trên thân. Nó là một cái cách. Còn một cái cách nữa là để ý hơi thở đi vào đi ra trên đỉnh đầu có sự rung động, nó cũng là cái tính đại của gió. Thì tập trung vào cái đỉnh đầu, thì cái hơi thở nó đi vào đi ra trên đầu mình nó hơi rung lên, cái đỉnh đầu rung thì mình tập trung ở trên đấy, mình có niệm đại, mình ghi nhớ đấy. Mình để ý cái hơi thở đi vào đi ra nó sẽ làm cho cái đầu nó bị rung, thì cái rung đấy là tính đại của gió. Thì mình cứ niệm đại, thì cái tâm mình nó sẽ bắt được cái sự rung động, cái lực đẩy ở trên đầu. Vậy là nó sẽ từ từ nó đi sâu vào trong thân, và bắt đầu nó cảm nhận được gió trên khắp toàn thân. Từ một điểm đấy
lúc đầu phải chú vào một cái điểm đấy thật lâu, sau đó cái tâm nó bắt được cái điểm đấy rồi nó sẽ lan ra các toàn thân, và nó sẽ thấy toàn thân này giống như là nó giống như toàn thân này nó chỉ có sự chuyển động của gió không, cái tâm nó bắt vào tính gió, nó không thấy thân nữa mà nó chỉ thấy gió, thì nó cái gió nó cứ giạt ra ở trong thân. Nên cho nên là nhiều thiền sinh khi mà hành thiền cái gió nó mạnh quá cứ rung qua rung lại, toàn thân cứ bị nắc qua nắc lại, thì đấy cũng là cái tâm nó bắt vào cái tính gió, nên nó cứ đi theo cái tính gió, nên làm cho cái thân nó cứ chuyển qua chuyển. Những cái thiền sinh mà đã đắc thiền rồi thì chỉ chú tâm một chút xíu là đã thấy được rồi, thấy được cái tính gió này rất là dễ dàng. Nhưng mà thiền sinh mà chưa đắc thiền mới thực hành lần đầu thì rất là khó, vì nó không giữ được lâu. Có thể bắt được cái tính gió đấy, nhưng mà bắt được một chút xíu nó lại mất, nó cứ bắt đi bắt lại. Cái người mà chưa có định thì hành sẽ khó hơn, vất vả hơn và phải tốn nhiều công sức hơn. Người mà đắc định rồi thì dễ. Khi mà thấy được tính gió thì bắt đầu mình thì các tính khác nó sẽ rất là dễ. Trong 12 đặc tính thì chỉ cần thấy được một tính thôi, tính gió thôi. Thì lúc đấy cảm nhận được tính gió nào nó ra khắp bản thân, lúc đấy đi tìm các tính khác nó lại không khó khăn nữa. Ví dụ như là lúc đấy thiền sinh sẽ phân biệt tính cứng. Tính cứng ở trên thân thì cứng là cái tính của đất. Đất nó có tính cứng thì chỉ cần cắn hai hàm răng lại mà cảm nhận cái sự cứng, để cứ niệm cứng thì đấy là tính cứng. Còn tính thô thì tràn lưỡi lên mép răng này hàm trên rồi cảm nhận tính thô thì biết đấy là thô. Tính nặng này chỉ cần cúi đầu về phía trước rồi cảm nhận cái tính nặng này là nặng, hoặc mình đặt cái bàn tay này lên bàn tay kia mình cũng cảm nhận được cái tính nặng. Thì đấy là những cái cách mình sẽ thấy được những cái đặc tính của đất, và những cái đặc tính đối lập lại nó là tính mềm, ấn lưỡi vào môi trên vào cái phần môi dưới rồi cảm nhận được cái tính mềm. Đấy, rồi phân nan ra khắp toàn thân. Tính mịn thì dùng lưỡi làm ướt hai môi rồi trà lại với nhau thì lúc đấy sẽ thấy được cái tính mịn. Rồi cái tính nhẹ thì bẫy một cái ngón tay và mình sẽ cảm nhận được cái tính nhẹ vào trên cái ngón tay. Thế thì đấy là 6 cái tính của đất. Thì cái cách thức thực hành tìm bằng cái cách như vậy. Xong rồi bắt đầu mình tính chảy. Rồi bắt đầu mình thiền sinh ngồi nhớ lại cái lúc mình chảy nước miếng ở trong miệng, thì niệm chảy hoặc là lúc chảy mồ hôi. Vậy thì lúc đấy nó mình sẽ cảm nhận được cái tính chảy, tính phân biệt, tính kết dính. Cái tính kết dính thì lại phải có sự hình dung, chứ dính nó sẽ khó thấy hơn. Cái người nào mà đã từng lột da một cái con gì đấy, như là cái người mà hay ăn thịt gà, người ta hay lột da chân này, chân gà, thì mình sẽ thấy cái da nó dính rất chặt vào cái thịt. Và bây giờ mình để tâm ở trên một cái mảng da nào đấy, mình niệm kết dính, mình hình dung là da mình nó dính thật, nó dính chặt chẽ với thịt, thì lúc đấy mình sẽ cảm nhận được cái tính kết dính ở trên da. Rồi sau đó mình cảm nhận cái tính đó nó có khắp toàn thân. Tính nóng thì là cái thiền sinh để tâm ở một cái điểm nào đó có hơi nóng. Ví dụ như khi mà mình ngồi thì mình phải ráng sức rất là nhiều, cho nên là cái phần lưng nó hay nóng đấy. Nó nóng được ở cái phần đấy thì mình để tâm ở đấy, mình niệm nóng. Sau đó mình sẽ thấy được cái tính nóng nó có ở trên khắp toàn thân, nó tính nóng của lửa. Còn tính lạnh thì để ý cái hơi thở nó đi vào, nó có cái cảm giác mát mát ở cửa mũi, thì mình cảm nhận được cái tính mát lạnh đấy rồi thì mình sẽ cảm nhận được nó ở trên khắp toàn thân nữa. Thì đấy là tính lạnh. Còn cái tính cuối cùng là tính nâng đỡ. Tính nâng đỡ thì chỉ khi hơi khom cái lưng xuống thì mình dựng thẳng cái lưng lên, thì nó có một cái lực mà nó nâng đỡ cái lưng đấy. Đấy gọi là tính nâng đỡ. Gọi là tính hỗ trợ hay tính nâng đỡ, rồi cảm nhận cái tính đó trên khắp thân mình. Sau khi phân biệt xong 12 đặc tính, bắt đầu để phân biệt một cách có tuần tự này: đất cứng thô nặng mềm mịn nhẹ, nước chảy dính, lửa nóng lạnh, gió đẩy hỗ trợ. Thì một thiền sinh cứ để tâm ở cái phần đầu phía sau người, nhìn tổng quát xuống toàn thân, nhìn vào tính đất nó có tính cứng, thấy toàn thân nó cứng này, niệm đến tính thô một cái thấy toàn cái tính thô trên khắp toàn thân không? Tính nặng thì mình cảm thấy được cái tính nặng trên khắp thân, tính mềm, tính mịn, tính nhẹ mà
mình cứ để tâm ở trên đầu, mình nhìn chụp xuống cái thân này, cứ làm đi làm lại nhiều lần như vậy. Cả 12 là tính chạy, tính nóng lạnh đẩy hỗ trợ, làm đi làm lại, làm đi làm lại, phân biệt hàng trăm lần, hàng nghìn lần, hàng trăm ngàn lần. Và phải bắt đầu mới dùng đến những thiện xảo để phát triển định, phân biệt theo tuần tự. Thứ nhất mình phải phân biệt đất trước, phải thấy các tính của đất trước, rồi đến nước, rồi đến lửa, đến gió. Thế nên phải theo tuần tự như vậy. Khi quan sát thì không nên nhanh quá, nhanh quá thì sẽ thấy nó không rõ ràng, cũng không nên chậm quá, chậm thì sẽ không thành công được. Ngăn tâm tán loạn là không cho tâm đi đến những đối tượng khác. Vượt qua khái niệm là khi các đặc tính đã trở nên rõ ràng rồi thì buông bỏ khái niệm, chỉ tập trung vào các đặc tính đấy. Bỏ qua cái không rõ, và trong lúc mình phân biệt có cái nó hiện rõ ra, có cái nó sẽ không rõ ra. Chứ không phải là lúc nào 12 đặc tính nó cũng đều hiện rõ cùng với nhau. Thì cái lúc đầu cái định nó chưa mạnh là nó thấy nó bắt được cái này thì tâm nó đã mệt quá, đến khi cái sau nó phải bỏ nó bắt sang cái khác nữa. Thường là như vậy, cho đến khi nào mà cái tâm nó rất là thuần thục vậy thì nó mới bắt được một lúc cả 12 cái. Cái lúc đầu thì nó chỉ bắt được cái này, thì xong rồi nó mất cái khác. Và cho đến khi nào mà nó thấy được cả 12 cái thì nó sẽ vào được cận định. Phân tích những tính chất của tứ đại. Như với thiền sinh sơ cơ thấy các đại chưa rõ ràng thì ta đi đến tính chất các đại. Như đất nó có cái đặc tính. Đặc tính của đất nó là cứng, cứng thô là mềm mịn nhẹ. Chức năng của đất nó làm nền tảng cho các cái sắc khác thể hiện. Đất nó thể hiện ra nó giống như là cái thân con người, nó thể hiện ra nó có sự dàn trải, nó trải rộng này, nó giống như là trải rộng trên mặt đất đấy. Thể hiện thì khi mà định đã tốt hơn thì thiền sinh tập trung vào những đặc tính tự nhiên như cứng thô của đất, chảy dính của nước, nóng lạnh của lửa, năng đỡ của gió, để thấy được bản chất sự thật của cái thân này chỉ là thứ đạn, chứ không thấy chúng là người hay bản ngã. Khi mà làm đi làm lại như vậy, để quán đi quán lại như vậy, để cho đến một cái lúc nào đấy cái tâm của mình nó chỉ cảm nhận thân này là đất, là nước, là lửa, là gió, nó cứ an trú như vậy, nó một thời gian lâu nó trở nên thuần thục, nó không còn thấy có cái ta, nó không còn thấy có cái người, không còn đi so sánh người này đẹp, người kia xấu, người này tốt hay người này dở nữa, mà nó chỉ thấy người này là đất, là nước, là lửa, là gió, người kia cũng là đất, nước, lửa, gió, mình cũng là đất, nước, lửa, gió, người khác cũng là đất, nước, lửa, gió, để chỉ thấy đất, nước, lửa, gió thôi chứ không thấy người nữa. Thực hành theo bài kinh Tăng Thượng Tâm, thỉnh thoảng tác ý đến ba tướng định, tinh tấn và xả. Nếu chỉ tác ý đến định thì tâm giải đãi, nếu chỉ tác ý đến tinh tấn thì chạm cử, nếu chỉ tác ý đến xả thì cũng không đúng mức. Vì vậy thỉnh thoảng mình phải cho cái tâm của mình nó hợp nhất với các đặc tính đó, đó là nó định tâm vững vàng trên 12 đặc tính của đất, nước, lửa, gió. Thỉnh thoảng tác ý đến tinh tấn, có những lúc mình phải tinh tấn đấy, mình mạnh mẽ, mình quán chiếu nó một cách nhiệt tâm, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm. Còn thỉnh thoảng mình giữ cái tâm thản nhiên một tí, hơi thờ ơ với nó một tí để cho nó giữ được cái tâm xả. Nó có ba cái tinh tận, ba cái trạng thái tâm như vậy mình phải áp dụng trong cái lúc hành thiền. Nói chung là thiền gì cũng phải có ba, biết áp dụng cả ba cái đặc tính này. Tức là cũng có những lúc thì mình cho cái tâm của mình nó toàn tâm toàn ý an trú trên cái đề mục, cũng có lúc thì mình cần phải tinh tấn mà quan sát, tinh tấn nhiệt tâm với đề mục, cả chú tâm vào đề mục một cách mạnh mẽ về tinh tấn. Có những lúc thì mình giữ cái tâm xả, tức là mình hơi nằm nơ cái đề mục một tí, hơi thản nhiên, hơi thờ ơ một tí. Ba cái trạng thái đấy nó được quân bình đều đặn thì tâm nó sẽ định, nó sẽ phát triển nhanh. Tu tập theo bài kinh trở nên mát mẻ. Bài kinh trở nên mát mẻ, Đức Phật dạy này các tỳ kheo có 6 pháp để đạt đến sự mát mẻ tối thượng. Đó là chế ngự tâm khi cần chế ngự. Những khi tâm mà nó khởi lên tham sân si là phải chế ngự ngay lập tức. Nó phóng dật, nó khởi lên những cái hoài nghi, các cái triền cái nó khởi lên thì mình phải chế ngự nó lại. Đấy là chế ngự tâm khi cần chế ngự. Bây giờ mình hành thiền là mình khi mà cái tâm nó khởi lên những tâm bất thiện mà mình không chế ngự nó lại thì nó
thì cái tâm nó sẽ bị loạn, và cái đề mục thiền của mình nó sẽ yếu đi. Vậy cho nên là năm cái triển cái nó khởi lên, tham sân si nó khởi lên là phải chế, khống chế, chế ngự nó, diệt trừ nó, tinh tấn khi cần được tinh tấn. Có những lúc mình cần phải khởi lên cái sự tinh tấn ở nơi thân, tinh tấn ở nơi tâm. Có những cái lúc mình cảm thấy nó mệt mỏi, khi nó mệt mỏi thì nó chỉ muốn nghỉ ngơi. Khi mà nghỉ ngơi rồi nó cứ muốn nghỉ ngơi nữa thì lúc đấy thì mình cần phải cố gắng, phải tinh tấn, phải siêng năng, ngồi nhiều hơn, thực hành nhiều hơn, thực hành chuyên tâm hơn. Có những lúc để khích lệ cái tâm, khi nào cái tâm nó rơi vào cái trạng thái mà nó chán nản, nó mệt mỏi, bởi vì pháp thiền nó rất là khó, đôi khi nó khó, nó dễ sinh ra cái tâm gọi là cái tâm thối nuôi, nó dễ là nó sinh ra cái tâm nó chán, cái chán và dễ bỏ cuộc. Thế là thì những cái lúc như vậy thì mình cần phải biết cái cách khích lệ cái tâm, sách tấn cái tâm, khích lệ cái tâm bằng nhiều cái cách. Mình cứ tự thúc giục mình, tự thúc giục mình, tự nhắc nhở mình tự khích lệ mình cố gắng lên. Nhìn tâm với tâm xả khi cần xả. Có những lúc mình cần về giữ cái tâm xả, đó là cái tâm hơi thản nhiên một tí, chứ mình tinh tấn quá, khích lệ quá, khi nó mạnh lên quá rồi thì mình lại cần phải giữ, cần lại phải hơi hơi nới lỏng ra một tí. Như là cái người mà mình kéo cái tay ga nó mạnh quá rồi thì lúc đấy mình lại phải hơi nới ra một tí, không có nó sẽ, nó mà mạnh quá là nó sẽ bị đuối sức về sau không tốt. Quyết định đạt tăng thượng tâm, mình có những cái quyết định là đạt được cái pháp thiền này, mong muốn chứng đắc niết bàn. Nên là có 6 pháp này vị tỳ kheo có thể chứng đắc được sự mát mẻ tối thượng. Thiện xảo về các giác chi, khi tâm thụ động thì tác ý đến 3 giác chi: chánh pháp, tinh tấn và hỷ. Một cái người mà tu tập mà có những cái lúc tâm nó rơi vào trạng thái thụ động, thụ động có nghĩa là cái tâm nó trở nên bị nó trở nên bị chai lì, giống như là nó mất hết động lực, nó mất hết động lực, nó không còn cái sự hứng thú, nó không còn cái sự hào hứng nữa. Thì thường thường những cái người nào mới thì sẽ có cái tâm hào hứng mạnh, cái tâm mà tích cực rất là mạnh. Nhưng mà đến một cái giai đoạn nào đấy thì cái nó quen đi rồi thì cái sự hào hứng đấy nó mất đi, bắt đầu nó sẽ rơi vào cái trạng thái đơ đơ, nó nhàn nhàn, thấy nó chán chán và bắt đầu có cái sự muốn bỏ cuộc. Thì những cái lúc đấy bắt đầu cần phải khích lệ đến 3 cái giác chi, đó là chánh pháp. Chánh pháp là tuệ. Tuệ ở đây có nghĩa là có thể tăng cường cái tuệ bằng cái cách quán chiếu, hay là bằng cái cách là mình nghe pháp một chút, đọc kinh một chút, hoặc là mình quán chiếu tư duy một chút, hoặc là mình thấy đối tượng cho rõ ràng lên một chút. Trong cái lúc mình đang thực hành thiền thì có nghĩa là chánh pháp, mình thấy cho cái đối tượng cho rõ ràng, hiểu biết cái pháp thực hành một cách cho nó thấu đáo. Như là mình biết này, cái con đường đi đến Niết Bàn thì nhất định phải trải qua cái giai đoạn này, không trải qua giai đoạn này thì không thể đạt được. Thì mình hiểu rõ cái pháp như vậy rồi, mình có cái tuệ, mình thấy rõ pháp thì nó sẽ khích lệ mình tinh tấn hơn, lúc đấy nó sẽ tinh tấn. Hoặc là mình tăng cường cái hỷ, mình thích thú với cái đề mục, thích thú với cái sự thực hành, thì nó là 3 cái này nó sẽ làm cho cái tâm từ cái trạng thái thụ động nó trở thành cái trạng thái phấn chấn này, nó hết cái trạng thái thụ động này mà nó mạnh mẽ này. Còn khi mà cái tâm nó lại trở nên phấn chấn quá, mạnh mẽ quá, tinh tấn quá thì lúc đấy cần giảm nó xuống một tí, chứ nó mà phấn chấn quá thì nó sẽ thái quá nó sẽ chóng mệt mỏi và nó trở nên phóng dật. Vậy nên là khi mà nó thái quá thì phải tác ý đến khinh an, nhẹ nhàng, ví dụ đi lại nhẹ nhàng, tất cả các cái hành động đều nhẹ nhàng, lúc mình ngồi mình cũng ngồi nhẹ nhàng, thư thái, thanh thản, giữ cái tâm sạch, tâm thản nhiên,
mình không không quá là lo âu mà cũng không quá là hoan hỷ, mình cũng không quá nhàm chán. Cái tâm xả và cái tâm định là cái giữ cái tâm nó tĩnh nặng lại một chút, nặng nẽ một chút, thì ba cái phía dưới này với ba cái trên nó cần được quân bình lại với nhau trong cái lúc hành thiền. Và chánh niệm thì luôn luôn duy trì, như một cái người mà hành thiền hơi thở thì lúc nào cũng duy trì chánh niệm trên hơi thở. Còn những người hành thiền tứ đại thì đi đứng làm ngồi lúc nào cũng chánh niệm trên tứ đại, cái lúc nào cũng thấy cái thân này đất nước lửa gió, lúc nào mình cũng thấy cứ cái gì nó hiện rõ là ở trên thân, tính cứng thô nặng mềm mịn nhẹ nó hiện rõ trên thân mình, cái niệm đất. Cái gì mà cái tính mà nó chảy kết dính nó hiện rõ ở trên thân thì niệm nước, tính nóng lạnh nó hiện ra ở trên thân thì niệm là nửa. Cái có cái tính đẩy, tính hỗ trợ, ví dụ mình đi lại hay là mình tất cả những cái chuyển động gì nhúc nhích gì ở trên thân thì mình biết đấy là tính gió, niệm gió. Thì lâu ngày thì cái thân của mình nó sẽ hiểu ra của cái thân này chỉ có đất, nó không có thân mà nó chỉ có đất nước lửa gió thôi. Đấy, cái ngồi đây là không có cái tôi đang ngồi đây mà có đất nước lửa gió nó đang ở đây. Thế mình đi không có cái tôi đang đi mà nó là đất nước lửa gió nó đang đi. Mình ăn không có cái tôi ăn, không có cái con người đang ăn mà đất nước lửa gió nó đang ăn. Mình nói thì nó không có cái người nào đang nói mà nó có đất nước lửa gió đang nói. Người nghe chỉ là đất nước lửa gió đang nghe. Lúc nào mình thấy thì ta chỉ có đất nước lửa gió, người này đất nước lửa gió, người kia đất nước lửa gió, ai cũng là đất nước lửa gió hết. Thì đấy nè. Và bắt đầu đến một cái trạng thái đặc thiền. Khi nào phân biệt 12 đặc tính như vậy, càng lúc càng các đặc tính trở nên thuần thục và dễ dàng hơn, cho đến khi thiền sinh có thể thấy được cả 12 đặc tính gần như một lần. Đến lúc mà lúc đầu người tâm nó chỉ bắt được một cái đất nước lửa gió, nó bắt được chậm chậm, lúc đầu chậm chậm mãi mới bắt được cả, lúc đầu có khi cả tiếng nó mới cảm nhận nhận được một cái. Rồi sau đó thì nó sẽ thuần thục hơn, để 30 phút mới cảm nhận được cái, thuần thục hơn nữa thì 10 phút đến 5 phút mới cảm nhận được cái, rồi dần dần có khi 1 phút nó sẽ cảm nhận được một cái, có khi nửa phút, có khi 1-2 giây nó đã cảm nhận được một cái rồi. Và cho đến khi nào mà trong một cái niệm, trong một cái thấy của mình, trong một cái tác ý của mình mà mình đã thấy được cả 12 cái đặc tính rồi, thì là lúc đấy là nó đã thuần thục, bắt đầu đắc định. Đến khi thiền thấy cả 12 đặc tính gần như một lần, lúc đấy là đắc định, toàn thân thiền sinh trở thành một khối. Khi nào mình quán được cả 12 đặc tính đấy liên tục thuần thục rồi thì cái thân mình nó sẽ trở thành một khối. Lúc ấy mình quán tứ đại là mình quán trên thân mình, cái tâm của mình nó phải để an trú ở trên thân này. Đầu tiên nó trở thành một cái khối xám, sau đó dần dần mình vẫn phân biệt 12 đặc tính trên khối xám thì nó trắng lên, rồi là tự vẫn phân biệt trên cái khối trắng ấy, dần dần nó tỏa sáng rực rỡ. Trên thân mình nó khi nó có định thì nó sẽ tỏa sáng rực rỡ, giống như mình chú tâm vào hơi thở. Cái lúc mà bắt đầu có đắc định ấy là bắt đầu cái hơi thở nó chuyển màu, nó đang là hơi thở mà nó chuyển thành màu trắng, thì cái màu trắng ấy dần dần nó trắng đi, từ cái trắng ấy dần dần nó trở thành tự tướng, nó tỏa sáng rực rỡ đấy. Đấy là cái trạng thái đắc thiền đối với niệm hơi thở. Thì với cái người niệm về tứ đại ở trên thân vậy, cái lúc mà chuẩn bị đắc thiền thì nó đắc định ấy, thì cái thân này bắt đầu nó thành màu xám, nó thành màu trắng, nó tỏa sáng rực rỡ đấy. Lúc ấy khắp toàn thân mình nó giống như là một cái khối, nó chuyển thành một cái khối trắng, một cái khối sáng, khối ánh sáng rực rỡ, sáng trắng như pha lê. Và lúc ấy cái tâm của mình nó cảm nhận như vậy, cảm nhận toàn thân mình nó trong suốt luôn, sáng lên, sáng rực rỡ lên, nó cũng giống như là cái tự tướng của hơi thở. Đấy là một cái khối ánh sáng này. Và trong cái khối sáng này bắt đầu lúc đấy mình mới đưa cái tâm đi vào trong cái khối sáng này thì sẽ thấy được các cái hạt sắc Kanaba, các hạt sắc chân đế, giống như là những cái hạt vi trần, những cái gì mà nhỏ bé nhất, những cái vật chất gì mà nhỏ bé nhất thì Đức Phật gọi là những vi trần nhỏ bé như vi trần. Vi trần là những cái hạt sắc Kanaba. Thì cái sắc thân này lúc cái người mà có định sẽ thấy được những cái vật chất ở cái mức độ mà nhỏ nhất, đó là gọi là những hạt sắc chân đế Kanaba, những hạt sắc, hay là nó tương ở khoa học thì gọi là những cái hạt nguyên tử, cái hạt nguyên tử.
Người ta dùng cái kính hiển vi, người ta có thể quan sát một cái vật chất, người ta cho nó tăng cái độ lớn của nó lên hàng trăm, hàng triệu lần. Đấy, từ những cái nhỏ nhất, người ta sẽ thấy được cái vật chất ở cái mức gọi là nhỏ bé nhất. Những mức nhỏ bé nhất đấy thì người ta gọi là, khi người ta nhìn vào vật chất thì người ta sẽ thấy nó cũng có những cái hạt nhỏ ni ti. Trong qua cái kính hiển vi, người ta thấy những cái hạt nhỏ ni ti và người ta đặt tên cho nó là những cái hạt nguyên tử. Và người ta chỉ biết là đấy là một cái dạng vật chất nhỏ nhất. Thì trong kinh thì Đức Phật lấy một cái ví dụ về một cái dạng vật chất ở cái mức độ nhỏ nhất. Đó là Đức Phật lấy ví dụ như là một cái người trẻ một cái ngọn tóc. Đầu tiên bây giờ mình lấy một cái đầu ngọn tóc ấy, mình chẻ ra thành 100 phần. Sau đó là mình lấy một cái phần 100 của cái ngọn tóc đấy, mình lại chẻ thêm ra 100 phần nữa. Mình chẻ ra được 100 phần nữa rồi mình lấy một cái đầu 100, một phần 100 ấy, chẻ thành 100 phần nữa. Cứ chẻ nhiều lần như vậy. Thì đến cái lúc nào mà mình không thể chẻ, mồi chẻ được nữa thì cái hạt sắc ấy, hay cái hạt vật chất nhỏ bé nhất đấy thì được gọi là những cái vi trần, hay là thì những cái hạt sắc này, những cái hạt sắc mà một cái người hành thiền tứ đại sẽ thấy được nó ở cái mức độ nhỏ nhất như vậy, nhỏ nhất như vậy. Và trong một cái hạt nhỏ nhất đấy thì một cái vị thiền sinh sẽ thấy được ở trong đấy nó có đất, nó có nước, nó có lửa, nó có gió. Trong một cái hạt sắc nó có đất, nước, lửa, gió, xong nó có màu, nó có mùi, nó có vị, mà nó có dưỡng chất của nó tự để nó nuôi sống nó. Tiếp tục phân biệt 12 đặc tính trên cô ấy ánh sáng, và lúc này thiền sinh đã chứng định cận hành của đề mục thiền tứ đại. Lúc này thiền sinh chưa đưa tâm vào các khe hở của các khối sáng đó thì nó sẽ tan ra thành các hạt sắc chân đế. Sắc chân đế là những phân tử nhỏ nhất chỉ có thể thấy được bằng ánh sáng của tuệ minh sang. Là cái hành thiền tứ đại nó sẽ phát triển được cái tuệ, đó là mình thấy được những cái hạt vật chất ở cái mức độ nhỏ nhất, đó là những cái hạt sắc. Khi chuyển sang quan sát các cái hạt sắc chân đế là thiền sinh bắt đầu thực hành giai đoạn phân thiền tuệ. Khi lúc nào mình thấy được cái hạt sắc đấy rồi thì lúc đấy là bắt đầu nó lại chuyển thành trí tuệ. Cái lúc mà mình quan sát 12 đặc tính cho đến cái lúc mình thấy được cái toàn thân mình nó tỏa sáng rực rỡ thì giai đoạn đấy là thiền định. Đến khi nào mình thấy được cái thân này bắt đầu nó ở cái, nó chuyển thành một cái màu xám thì lúc đấy là chuẩn bị định. Khi nào mà nó trắng đi thì lúc đấy là bắt đầu nó cũng thành tợ tướng, thành học tướng. Còn khi nào mà nó tỏa sáng rực rỡ thì lúc đấy nó thành tợ tướng và cái người đấy đắc được pháp định và định cận hành. Và khi mà mình đưa cái ánh tâm vào trong cái khối ánh sáng của cái thân này để mình thấy các cái hạt sắc thì lúc đấy nó bắt đầu nó không còn là thiền định nữa mà nó chuyển thành thiền tuệ. Thì thiền tứ đại này nó là cái giai đoạn chuyển tiếp từ thiền định sang thiền tuệ. Quan sát các cái hạt sắc thì thiền sinh sẽ thấy các cái hạt sắc nó có cái hạt thì nó trong, có hạt mờ, nó sinh lên và nó diệt đi rất là nhanh. Trong cái thân này, cái sắc thân này nó cứ sinh lên nó diệt hết nước này đến nước khác. Trong thân này nó có cái hạt sắc trong, hạt sắc mờ. Nhiệm vụ của thiền sinh lúc đó là phân biệt tứ đại trên cái hạt sắc đó. Nên là ví dụ như là cái lúc ấy thiền sinh thấy trong thân mình nó có các cái nhóm, các cái tổng hợp sắc như vậy, các cái nhóm tổng hợp sắc, có những cái hạt sắc trong suốt, nó giống như là sắc thần kinh mắt, thần kinh tai, thần kinh mũi, thần kinh lưỡi, thần kinh thân. Thì đấy nó là những cái hạt trong suốt. Còn có những hạt mờ thì nó là cái sắc mạng căn, sắc trái tim, sắc vật thực, sắc tâm, sắc thời tiết, nó có mờ mờ. Có những cái hạt thì nó vừa vừa, nó không trong, không mờ. Thì đấy là những cái hạt sắc ở trên thân mình. Trong mỗi cái hạt đấy nó có đất, nước, lửa, gió và mùi vị dưỡng chất rồi đấy. Vì sắc sinh lên và diệt đi rất là nhanh nên thiền sinh cảm thấy khó phân biệt được tứ đại ở trên hạt sắc. Lúc này thiền sinh cần phân biệt một đặc tính ở trên thân, một đặc tính trên các cái hạt sắc đấy. Rồi thì dần dần mình sẽ thấy được, mình phân biệt được trên mỗi một hạt sắc vậy, nó cũng có bốn cái đại chủng. Nó có đất, có nước, có lửa, có gió.
trên cái hạt sắc ấy, thì các cái đặc tính đối lập nó không có. Ví dụ trên hạt sắc có cứng thì nó không có mềm, nó có thô thì nó không có mịn, nó có nặng thì nó không có nhẹ, nó có nóng thì nó không có nặng. Nó chỉ khác lúc quán trên thân thì nó có chung chung, nhưng mà khi quán trên hạt sắc thì nó chỉ có bốn tính đó. Ngoài bốn đại chủng đất nước lửa gió, tiền sinh lần lượt thấy các cái đại nó có màu, các cái tứ đại đất nước lửa gió nó có màu của nó. Nó có mùi, có vị, có dưỡng chất, nuôi dưỡng chất, có sắc mạng căn, có sắc giới tính. Màu của tứ đại nó có mùi, vị, dưỡng chất là cái chất nuôi dưỡng sắc, sắc mạng căn là tính sống động của tứ đại. Một cái người mà còn sống là cái trong các cái hạt sắc nó cứ nhúc, tức là nó có một cái tính sống động ở trong đó. Thế cho nên là người sống với người chết nó khác. Cái người chết một cái là tất cả cái sắc thân ấy, nó mất đi cái mạng căn này. Là tất cả những cái người mà còn sống thì trong cái tứ đại, cái thân thể của người đấy lúc nào nó cũng có cái tính sống động, nó có cái tính động rất là cao. Về các cái hạt sắc này lúc nào nó cũng chuyển động. Còn cái người mà chết đi một cái là tất cả cái hạt sắc nó mất luôn cái tính sống động đó, nó nằm im lìm luôn, nó giống như là cái vật vô tri bên ngoài. Nó khác nhau ở cái người sống và người chết. Cho nên là cái người còn sống nó khác, người chết nó khác. Sắc giới tính nam, sắc giới tính có cái tính thô mạnh của tứ đại. Cái người mà người nam thì nó có cái tính thô, tính mạnh ở trong các cái hạt sắc đấy. Người nữ thì trong các cái hạt sắc nó có tính mềm, tính dịu mềm của tứ đại. Thì đấy là khi mà những cái sắc này là do nghiệp nó sinh. Cái sắc, tất cả những cái sắc này, sắc giới tính này, sắc mạng căn như này, nó đều là do nghiệp ở trong quá khứ nó sinh. Cái lúc mình đi tái tục là cái nghiệp ấy nó đã hình thành lên một cái người nam, thì lúc đấy nó có cái sắc giới tính nam và cái sắc ấy nó sẽ chi phối suốt cái kiếp sống này của mình. Và cái người nào mang cái sắc giới tính nữ rồi thì cái sắc ấy nó cũng chi phối cho đến hết cái kiếp sống này. Cho nên là mình có muốn đổi nam thành nữ, đổi nữ thành nam thì phải để kiếp sau. Thỉnh thoảng thì có cái người ta có cái nghiệp người ta nửa nam nửa nữ được thì người ta đổi được. Còn đa số là như thế, đa số là cái sắc giới tính đi suốt như vậy. Nhãn tịnh sắc là nơi nương tựa của nhãn thức nhạy cảm với màu. Trên mắt nó có nhãn tịnh sắc, ở tai thì nó có nhĩ tịnh sắc, nó nhạy cảm với âm thanh. Ở mũi thì nó có tỷ tịnh sắc, nó nhạy cảm với mùi. Ở thân, ở lưỡi nó có thiệt tịnh sắc thì nó nhạy cảm với vị. Ở thân thì nó có thân tịnh sắc, nhạy cảm với xúc. Ở trái tim thì nó có sắc ý vật, là cái nơi nương chúa của ý thức, thì nó nhạy cảm với lại những cái suy nghĩ, những cái mình hình dung, mình nhớ lại, gọi là pháp, gọi là về hàng cảnh pháp, mình nhớ lại những chuyện quá khứ, tương lai. Thì lúc đấy là ý của mình nó nhận biết, và cái ý của mình nó hoạt động ở dưới cái sắc trái tim. Trái tim cho nên là có những người mà vui quá mình thấy cái tâm mình nó rung lên, khi mình buồn quá cái tâm của mình nó, cái trái tim của mình nó cũng bị nó đau thắt lại. Thì đấy là cái ý của mình. Thì nó các cái người này phân biệt được các cái sắc và các căn, mắt tai mũi lưỡi thân và ý, người thực hành thiền tứ đại. Có sắc thời tiết sinh ra từ hỏa đại, sắc vật thực sinh ra từ thức ăn, sắc do tâm sinh ra từ tâm thức. Có những cả những cái sắc như thế, có những cái sắc mà nó sinh ra từ nghiệp ở quá khứ, có những cái sắc mà nó sinh ra từ ở thời tiết, mà nó sinh ra đất nước lửa gió, có khi thời tiết nó sinh ra thức ăn và nó sinh ra, và tâm lý của mình nó cũng sinh ra cái sắc. Vậy là còn có sắc hư không, sắc biểu chi, thân biểu chi, khẩu biểu chi, sắc sinh, sắc trưởng thành, sắc biến dị, sắc hoại diệt, sắc nhẹ nhàng, sắc miệng mại, sắc tinh nghi. Nói chung là có 28 loại sắc uẩn sẽ được tuệ chi khi thiền sinh mà thực hành được phát triển tứ đại này. Mà đấy là một cái cách hành vắn tắt đối với cái người mà có nợ tuệ. Cái cách này mà thì được thực hành phổ biến bây giờ ở các cái trung tâm thiền, các cái trung tâm của các pháp thiền của ngài thiền sư Bảo, thì dạy theo cách thực hành này. Đấy là một cái cách này, còn một cái cách dễ hành nhất.
Một là trong kinh Đại Niệm Xứ thì Đức Phật dạy một cái cách vắn tắt cho những cái người mà lợi tuệ, cái có cái trí tuệ nhạy bén, thì Đức Phật dạy này các tỳ kheo quan sát chính cái thân thể này về phần tứ đại, trong thân này có địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại. Như một người đồ tể thiện nghệ hay học trò của người ấy giết một con bò và xẻ ra thành nhiều phần rồi ngồi ở ngã tư đường, cũng vậy này các thầy tỳ kheo quan sát chính cái thân thể này về phần tứ đại, trong thân này có địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại. Như thế tỳ kheo quan sát thân thể trên nội thân, quan sát thân thể trên ngoại thân, tỳ kheo quan sát cả hai nội thân và ngoại thân, và vị ấy không có chấp trước vào bất cứ một vật gì, một cái điều gì ở trên đời do ngũ uẩn này tạo thành. Thì quán như vậy là để mình phá vỡ cái tưởng sai lầm, quán thực hành cái thiền tứ đại để mình phá vỡ cái tưởng sai lầm. Cái tưởng sai lầm ví dụ bây giờ có một cái người, người ta dắt con bò, người dắt con bò đi, thì cái người mà dắt bò đi ra lò mổ thì người ta nghĩ là ta đang dắt con bò nó đang đi theo ta. Một cái người khác cũng nghĩ là ô con người kia đang dắt con bò đang đi theo cái người kia đến lò mổ kia. Thì con bò nó có phải là con bò không? Con bò nó có phải là con bò không? Con bò nó là con bò trên cái hình tướng của một cái người nhìn theo bằng cái con mắt thế tục thì nó là con bò. Nhưng mà nhìn bằng cái con mắt tuệ, khi mà mổ xẻ nó ra, mổ xẻ nó ra rồi thì nó sẽ không còn là bò nữa. Để mình thấy được này, mình hay chấp trước vào những cái hình tướng ở trên đời thì những cái gì mình chấp trước vào các cái hình tướng trên đời là sai lầm. Những người đồ tể cho bò ăn xong đưa bò làm thịt, khi ấy con bò đã chết, người ấy vẫn không mất cái tưởng về bò. Dù con bò nó có chết, con bò này chết rồi, con bò này nó nằm đây, nhưng mà khi xẻ thịt con bò nó thành từng mảng rồi thì cái tưởng về bò nó mới mất. Khi nào mà con bò nó phải nột ra, nó ra thịt, ra thịt cắt thành từng mảng rồi thì lúc ấy người ta mất cái tưởng về con bò, và lúc ấy người ta chỉ thấy thịt bò thôi. Thế là một cái người mà bắt đầu mới đi chợ mua một miếng thịt bò mang về, mang khi mà xách một cái xách thịt về thì những cái người khác người ta nhìn thấy là có người này đang xách thịt, và lúc ấy người ta không không biết rằng là cái người cái thịt này là thịt của con bò. Nhưng mà cái lúc ấy cái tưởng về con bò là mất, không ai có nghĩ, không ai lại nói rằng ô cái người này đang xách con bò, mà lúc ấy chỉ thấy là cái người này đang xách thịt thôi. Thì cũng như vậy thì cái hình tướng ở bên ngoài nó luôn luôn biến đổi như vậy, và nó tất cả những cái mà mình tưởng rồi mình chấp trước vào những cái mà mình nhìn thấy bằng mắt nó chỉ là cái hình tướng ở bên giả tạm ở bên ngoài, và những người nào chấp trước vào nó thì đó là mình bị si mê. Khi mà mình phân biệt ra bốn đại thì nó thì những cái tưởng của mình nó sẽ bị biến mất, tưởng về chúng sinh, tưởng về tự ngã, tưởng về linh hồn, tưởng về vạn vật nó bị mất. Nhưng khi phân tích được cái thân này là bốn đại thì người ta mất đi cái tưởng về người, và tâm bị ấy an trú trên bốn đại chủng. Vì thế thiền sinh quan sát chỉ là bốn đại chủng: đất nước, người đó, đất nước, người đó. Đây là cái cách quan sát đối với cái người có lợi tuệ, trí tuệ mạnh thì quan sát bằng cái cách quan sát những cái đặc tính của đất nước nửa gió. Và thì vị đó khi mà hiểu ra được trên thân này chỉ là đất nước nửa gió thì nhanh chóng mất đi cái tưởng, mất đi cái tưởng là nó có cái ta, nó có cái người, nó có cái bản ngã này, mà mình chỉ thấy thân này chỉ là tứ đại, cái thân tứ động, thọ mạng không dài, sống chết nay mai, cuộc đời là giả tạm. Đến với mình không nương tựa, không chấp trước vào được, mình không nương tựa vào cái thân, không chấp trước vào cái thân. Thân này là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi nữa. Mình chỉ biết rằng cái thân này là tứ đại, sớm muộn nó cũng trở về tứ đại. Nó mượn tứ đại bên ngoài để nó chăm sóc cho cái tứ đại bên trong. Được, hàng ngày mình ăn uống vật chất ấy, ví dụ mình uống nước ấy là mình mượn thủy đại ấy. Mình ăn các cái vật cứng vật mềm ấy. Cứng là mềm thì cứng với mềm thì đấy là đất. Mình ăn đất, mình uống nước, xong là mình hấp thụ cái hơi ấm đấy là lửa. Rồi là mình hít thở không khí bên ngoài là gió. Mình toàn mượn ở bên ngoài đó, toàn mượn bốn đại bên ngoài, nuôi bốn đại ở bên trong. Khi nó ở bên ngoài ai đụng đến thoải mái, nhưng mà nó vào người mình rồi thì mình lại biết là đây là tôi, không được ai đụng đến. Thì đấy nó có cái sự chấp trước về cái tưởng sai lầm của mình.
Mà thực ra thì bên trong bên ngoài nó chỉ là bốn đại, nó chỉ là đất, nước, lửa và gió thôi. Nếu như mà một cái thiền sinh mà có cái tuệ chậm nụt mà không không có cái trí tuệ mà để mà quan sát được các cái đại theo cái cách đấy, thì một cái thiền sinh đấy cần phải phân biệt bốn đại theo 32 thị trưởng. Và Đức Phật đã dạy những cái bài kinh này ở trong các kinh giáo giới là Mula, kinh tượng tích dụng và kinh giới phân biệt. Nên cái bài kinh này Đức Phật dạy bằng cái cách chi tiết, còn cái cách kia là cái cách vắn tắt, cách chi tiết này. Ví dụ bất cứ thứ gì ở nội thân có tính cứng thô nặng mềm bị nhẹ bị chấp thủ, như là tóc, lông móng, răng da, thịt gân xương, tủy thận, tim gan, lá nách, phổi, bao tử, vật tử chưa tiêu hóa, phân não, 20 cái này ở trong thân, thì nó sẽ thuộc về địa đạo. 20 cái tính này nó thuộc về đất. Ví dụ như cái vị đó sẽ quán tóc, lông móng, răng da, thì biết là tóc là đất, lông là đất, móng là đất, răng là đất, da là đất, thịt gân xương tủy thận, thịt gân xương tủy thận là đất, tim gan là nách, phổi ruột màng là bất đất. Thì nó cứ quán như vậy, vừa quán vừa tác ý đến những cái thân phận này là đất, nó là đất, nó là đất, nó là đất. Ví dụ bây giờ mình nhìn lên đầu mình biết tóc là đất, da thịt gân xương tủy thận này, tất cả này là đất, 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 đất. Nhìn vào cái gì mình cứ cái gì mà mình thấy nó có cái tất cả những cái này, tóc nó móng, răng, da thịt gân xương tủy thận, những cái này mình cứ biết đây là đất, nó là đất, nó là đất, nó là đất. Thì đấy là quán như vậy, là mình quán bằng một cái cách chi tiết và nó dễ hiểu hơn. Thường quán như thế này nó dễ hiểu hơn. Thì tất cả những cái gì mình có thể thấy được đây nó đều là đất. Nhe răng là mình nhìn, đây là đất. Nhìn vào móng, đây là đất. Da là đất. Còn thịt gân xương này, tất cả đều là đất. Trong bụng mình, cả cái thức ăn mới vào cũng là đất. Thức ăn đã tiêu hóa này cũng là đất. Cái gì cũng là đất, đất, đất. Là đất. Đây là đất này. Đất, 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 đất. Bắc là đất, nó móng, răng, da, đất. Thịt gân xương tủy thận, đất, tim gan đá nách, phổi ruột, màng ruột, bao tử, phân não, đất, tất cả những cái này là đất, là đất, là đất, là đất. Thế này quán thủy đại thì những cái gì thuộc nội thân, thuộc nước, thuộc chất lỏng bị chấp thủ như là nước, mỡ nước, nước mắt, nước mũi, nước miếng, nước khớp xương, nước tiểu, mật đàm, mủ máu, mồ hôi, mỡ, mật đàm, mủ máu, mồ hôi, mỡ, những cái đấy là nước. 12 thành phần này thuộc thủy đại, thuộc nước. Lúc mà mình hình dung ra mật đàm, mủ máu, tất cả mình quán, mình tập trung vào những cái đấy, mình quán cái này là nước, là nước, là nước. Mồ hôi nó chảy ra mình biết mồ hôi là nước, nước mắt, nước mũi, nước miếng, nước khớp xương, nước tiểu, tất cả những cái thành là nước, là nước, là nước. Cứ quán như vậy thì dần dần nó sẽ hiểu này. Đấy, mặt đàm, mũi, máu, mồ hôi, nước mắt, nước mũi, nước xương, nước tiểu, thì tất cả những cái này nó thuộc về nước. Còn hỏa giới, cái gì là hỏa giới? Những cái gì ở trong thân này nó thuộc về chất nóng bị chấp thủ, như là nhiệt hơi ấm, mình để tay vào trong người mình thấy có cái chỗ nào nó ấm này, hoặc là mình để ý trên người mình có chỗ nào nó nóng. Đấy, hoặc là mình nhớ lại những cái lúc mình bị nóng sốt, nóng bỏng, nóng sốt. Đấy. Hoặc là mình hình dung ra những cái nhiệt não hóa, cái nhiệt nó làm cho mình già và lớn lên và già đi, nhiệt nó làm cho tiêu hóa thức ăn, những cái nhiệt ở trong bụng nó làm tiêu hóa thức ăn của mình. Bốn cái đấy nó thuộc về nửa, thì mình cứ phải niệm là hơi ấm là nửa, nóng sốt là nửa, nhiệt não hóa là nửa, nhiệt là tiêu hóa thức ăn là nửa, thì dần dần cái tâm nó sẽ hiểu ra được cái tính nửa ở trong người. Nó có bốn cái tính nửa này ở trong người, thì lúc ấy mình phải quán như vậy. Để mình phải hình dung ra cái hơi ấm trên người mình, hơi ấm là được, hơi ấm là được. Mình nhớ lại cái lúc mình nóng sốt là được, nóng sốt là được. Não hóa là được, não hóa là được. Tiêu hóa được thức ăn nhờ được, tiêu hóa được thức ăn là được. Cái mà nó tiêu làm tiêu hóa được thức ăn này là được. Rồi bắt đầu tìm đến tính gió, tính gió này, gió thổi lên. Có những cái lúc mình ợ hơi ấy, ợ một cái. Đấy là gió nó thổi từ ở dưới lên trên, nó thoát ra ngoài bằng con đường trên. Có lúc thì còn gió nó thổi xuống, nó thổi xuống thì thỉnh thoảng phóng hạ phong bùm 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 bùm, thì cái lúc đấy là gió nó đi xuống. Có những cái lúc mà gió ở trong bụng
trong bụng thỉnh thoảng mình cứ thấy nó chướng bụng lên, hay là có những lúc đó là trong ruột nó sôi, bụng nó ruột mình nó sôi ào 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 ào, thì mình nhớ lại những cái trạng thái mà nó có những cái gió đấy, thì mình niệm, thì mình tưởng nhớ đến gió đi lên, gió đi lên, gió đi xuống, gió đi xuống, gió ở trong bụng, gió ở trong ruột. Còn mình nhớ lại những cái lúc mình vung chân vung tay hay mình bước đi, đấy là gió ở chân tay. Và mình để ý vào cái hơi thở này, nó đi lên đi xuống thì nó căng cái bụng rồi đó, nó hơi thở nó đi vào nó làm cho cái bụng căng ra, đi ra thì nó làm cho cái bụng hẹp lại, thì đấy là gió hơi thở vào ra, gió hơi thở vào ra. Thì tưởng nhớ đến năm cái này mình quán từng cái một, thì mình sẽ hiểu ra được cái gió ở trên thân. Thì lúc đấy mình mới thấy thân mình là đất, thân mình là nước, thân mình là lửa, thân mình là gió, thân là đất, thân là nước, thân là lửa, thân là gió. Thì lúc đấy dần dần nó sẽ hiểu ra. Cách này có phải là dễ hiểu hơn không? Dễ hiểu hơn là các đặc tính này. Có 6 thân phần thuộc về gió, tổng cộng đất 20, nước 12, lửa 4, gió 6 bằng 42 thân phần, đây là của tứ đại. Và cái pháp này, cái bằng cái cách này mà Đức Phật giảng dạy cái cách này đã rất là nhiều người đắc đạo ngay trong khi nghe pháp. Có những cái vị mà Đức Phật chỉ giảng cái bài pháp này, hãy quán này, cái này thì kheo hãy quán cái thân này từ tóc từ bàn chân lên đến đỉnh tóc được bao bọc bởi da, và nó chứa đựng các cái thứ bất tịnh là tóc, lông móng, trong da, thịt, gân, xương, tủy, thận, chim gan, nai, phổi, ruột, mà những cái thứ đấy là nước, mình hãy tuệ chi nó là những thứ đấy, nó là địa đạo, mình hãy tuệ chi nó là địa đạo. Những cái thứ gì mà nó có cái tính tan chảy như là mật đàm, mủ máu, mồ hôi, nước mắt, nước mũi, nước miếng, nước khớp xương, nước tiểu, thì cái đấy nó là nước, thì hãy quán chiếu nó là nước, mình phải chấp nhận nó là nước, mình phải từ bỏ đi cái chấp thủ nó là ta, nó là mình, nó là người, mà mình phải chấp nhận một sự thật là nó là đất, nó là nước. Những cái gì nó thuộc về hơi ấm, nửa như là nửa làm hơi ấm mình, nửa nóng sốt, nửa tiêu hóa thức ăn, nó là nửa, nó không phải là mình, nó là nửa. Còn cái gì nó thuộc về gió hướng lên, gió hướng xuống ở trong bụng, trong ruột, thì đấy nó là gió. Vậy thì nó không có cái ta, mà nó chỉ có đất, có nước, có đường, có gió. Và cái gì thì cái tất cả những cái đấy thì nó có cái tính sinh lên và diệt đi. Vậy thì nó là vô thường, nó là khổ, nó là vô ngã. Nó không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta. Thì Đức Phật có những cái phương tiện giảng dạy như vậy với cái người có trí tuệ, người ta nghe xong người ta có thể giác ngộ, có những người nghe xong chứng đắc được các đạo quả a la hán, có những người chứng được đến quả bất na. Thì đấy là nhờ có trí tuệ phá vỡ được những cái tham ái chấp thủ với cái thân. Sự tu tập chi tiết được chia sẻ thành từng phần: tóc, lông móng, răng, da, địa đạo, mật đàm, mủ máu, thủy đạo, hơi ấm, nhiệt, nóng, sốt, hòa đạo, gió thổi lên, thổi xuống, thuộc phong đạo, sẽ phù hợp với người có tuệ không nhạy bén. Thì hai cái cách đấy mình thấy cái cách nào dễ hiểu hơn? Cách trước dễ hiểu hay cách sau dễ hiểu? Hay là cả các hai cách đều dễ hiểu? Cả hai cách đều dễ hiểu. Vậy thì mình thuộc vào cái người lợi tuệ hay là cái người lụt tuệ? Lợi tuệ thì đã hiểu được cách trước nhá, trí tuệ chậm thì sẽ hiểu được cách sau. Còn cả hai cách mà không hiểu thì thuộc vào xếp vào cái gì? Những cái cách tác ý đối với tứ đại. Ngoài ra nếu mà tập cách thứ nhất rồi nó cũng không hiểu, nó vẫn bảo đây là thân, đây là người, đây là tôi chẳng thấy đâu là đất, đâu là nước, đâu là lửa, đâu là gió cả. Xong là tập đến cách thứ hai rồi, phân biệt 42 thân phần rồi, mà cái nó vẫn không chấp nhận, cái tâm của mình nó vẫn không chấp nhận, nó vẫn bảo đây là người, đây là thân, đây là tôi, đây là tự ngã của tôi, chẳng thấy đất, chẳng thấy nước, chẳng thấy lửa, chẳng thấy gió gì trong đấy. Thì cái lúc đấy lại phải bổ sung, cần phải hỗ trợ nó bằng những cái cách tác ý khác nữa. Thì lúc đấy bởi vì có những người người ta chấp thủ quá mạnh, si mê quá mạnh, tham ái quá mạnh đối với tứ đại, cho nên là người ta không dễ gì mà chấp nhận nó là đất, nước, lửa, gió được. Thì bắt đầu phải có những cái cách mình làm cho nó hiểu sâu hơn về các khía cạnh của tứ đại để cho nó buông bỏ cái chấp đi, và nó phải chấp nhận rằng ta là
ta là đất, ta là nước, ta là lửa, ta là gió này. Về tứ đại, về ý nghĩa danh từ, tứ đại trong thân này được gọi là đất vì nó có cái tính trải ra. Thân này nó có thể trải ra, bây giờ mình phanh cái thân này ra một cái, nó có thể trải ra. Hoặc là khi mình chết mình cho vào cái thân vào cái quan tài, nó đầy vào một cái quan tài. Đấy, có cái tính trải ra, được gọi là nước vì nó có tính chảy ra. Hàng ngày mình chảy nước mắt, nước mũi, nước miếng, chảy mồ hôi, chảy đủ các thứ. Thì đó là nước, được gọi là lửa vì nó có tính ấm. Người mình lúc nào nó có tính ấm, được gọi là gió vì nó có tính đưa đẩy. Thế cái lúc mình đưa đẩy, lúc mình bước cái bước chân đi đấy, từ cái bước trước bước sau nó có tính đẩy đưa. Thế nó đưa đẩy cái thân này, cái tay nó cứ đưa về đằng trước, nó đưa về đằng sau. Cái đấy nó là tính của gió, tính chất đấy là của gió. Tiếp theo là tứ đại theo từng nhóm, 20 thân phần thuộc địa đại, 12 thân thuộc thủy đại. Nhưng mỗi thân phần lại bao gồm nhiều yếu tố khác nhau. Ví dụ như tóc, nó thuộc về đất. Tóc, nông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, nó thuộc về đất. Nhưng nếu chia sẻ kỹ hơn thì ở trong cái tóc đấy nó cũng có đất. Trong cái tóc nó cũng có nước. Trong cái tóc nó cũng có lửa. Trong cái tóc nó cũng có gió. Vậy nó có màu, có mùi, có vị, có dưỡng chất nữa. Tách riêng nó ra nữa thì nó không còn là tóc nữa. Thì trong tóc nó có tính cứng là đất, nó có tính dính là nước, nó có tính ấm là lửa, tính đẩy là gió. Thì tóc nó cũng có đất, nước, lửa, gió như vậy. Nó móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận vậy. Trong mỗi một cái nó cũng đều có bốn cái. Đấy, đều có đất, nước, lửa, gió hết. Đấy là quán một cách chi tiết hơn. Đây là cách thứ ba nữa này. Theo sự vi thể, tứ đại theo sự vi thể. Trong thân này địa đại là những hạt nhỏ như vi trần. Địa đại đất, đất ấy thường thường ấy thì ví dụ như là bây giờ có một cái khu vực nào đấy mà lâu ngày nó không có mưa, trời tiết nó nắng ấy, thì mình sẽ thấy ở cái đất đai ở cái khu đấy nó sẽ có rất nhiều bụi bặm. Ví dụ một cái người nào đi qua, một cái xe nào mà đi qua cái khu vực nào mà lâu ngày không có mưa thì là bắt đầu bụi đất nó sẽ bay lầm lên. Thì thực ra đất nó không có những cái khối lớn mà nó là những cái hạt bụi như thế. Nó rất là nhỏ, nó rất là bé, nó rất là vi trần. Thì trong cái thân mình cũng vậy. Nếu như bây giờ cái thân này nó mà bị khô, nó khô là bắt đầu dần dần nó rơi rụng hết những cái da của mình này. Nó cũng khô rồi, bắt đầu nó cũng bụi. Nó cũng có những cái lớp bụi ở trên thân như vậy. Thì cái thân này bởi vì cái bản chất của đất nó là những hạt vi trần. Bản chất của nó là những hạt vi trần nhỏ bé, li ti tí xíu như vậy đấy. Đấy, nhưng mà nó được liên kết lại với nhau là nhờ nó có nước. Ví dụ như là bây giờ cả địa đại nó rộng lớn như thế này, nhưng mà cứ ở đâu nó có nước thì là nó cái bụi đất nó không bay lên. Đấy, nó có một cơn mưa xuống là hết bụi, mà không có mưa thì nó sẽ bụi. Thì trong thân này cũng vậy, nó không có rơi rụng. Cái tính đất ở trong người mình nó không có rơi rụng ra ngoài là nhờ nó có nước, nó giữ lại. Bên trong người nó rất là nhiều nước, nó giữ cái đất đấy lại với nhau, liên kết lại với nhau. Nó được sưởi ấm bởi lửa, nó được duy trì, được tồn tại, được sưởi ấm là nhờ có lửa, và nó được phồng lên là nhờ có gió. Bây giờ mình đang nằm thế này mà mình có thể ngồi dậy được là nhờ có gió nó đẩy lên. Mình đang ngồi mình có thể đứng lên được, đấy là nhờ có gió nó đẩy lên. Mình đang đứng mình có thể nhảy lên trên hư không được, đấy là nhờ có gió nó đẩy lên. Thế thì nó đẩy, nó làm cho mình căng lên, nó làm cho mình nâng đỡ mình lên là nhờ có gió. Vậy thì gió đấy nó ở đâu? Nó ở trong người mình. Đất nó ở trong người, nước nó ở trong người, lửa nó ở trong người, gió nó ở trong người. Vậy thì người mình là đất, nước, lửa, gió, chứ nó không phải là người. Thủy đại là trạng thái kết dính, nương nhờ trên đất, được duy trì nhờ lửa và được nở ra nhờ gió. Còn tính nước ở trên mình, nước thì nó phải có đất. Đất nó giống như là cái bờ, nó be, nó che chở cho. Như là một cái người nào bây giờ mình phải lấy đất mình tắc một cái con đê, sau đó thì mình mới bơm nước vào trong đấy thì cái đất thì nó mới giữ cho nước không bị tràn, không bị vỡ bờ. Mà chẳng may nó vỡ bờ một cái thì nước nó bung ra, vỡ đập. Thì trong người mình vậy, thì cái đất này nó cũng giống như là một cái đập, nó bao bọc cho cái nước nó không bị tràn ra. Nhưng mà chẳng may bây giờ mình mà chích một cái chỗ nào đó trên người mình, đấy là mình giống như là mình kẻ một cái miếng nào ở trên một cái bờ ruộng ấy, tự nhiên nước nó chảy. Thì trên người mình vậy,
mình mà còn chích vào người mình một tí cái là máu ở trong người nó phun ra ngoài, thì đấy là nước nó trào ra, nó chảy ra, thì đấy là tính nước. Tính hỏa đại là nhiệt tiêu hóa thức ăn, thầm làm ấm thân thể. Nó nương nhờ trên đất, nó được kết tính bởi nước, nó được nở ra bởi gió, nó nhờ hỏa đại duy trì nên thân này không có mùi hôi. Thân này nhờ có cái hỏa đại cho nên nó sưởi ấm, nó làm cho thân thể này không bị hôi hắm. Bây giờ mà không có hỏa đại thì hôi là hôi. Nhưng bây giờ trời mà mấy ngày mà không nắng ấy, thì bắt đầu trong người bắt đầu nó cứ bốc hôi, mùi quần áo nó bốc mùi. Đấy, trong người mình như vậy nó đầy những cái mùi hôi mà do cái hỏa đại nó làm sạch sẽ, nó đốt cháy hết những cái mùi hôi đấy đi. Phong đại nó đi khắp ở tứ chi, nó an lập trên đất, được kết tụ bởi nước, được duy trì bởi nửa. Phong đại ở trên thân này có thể đi đứng nằm ngồi, duỗi co được thoải mái. Đấy là đất nước nửa gió. Bằng cái cách đó là tác ý về bốn đại chủng như những vi thể. Vi thể có nghĩa là những cái hạt vi trần nhỏ bé. Chúng là những hạt vi trần rất nhỏ bé nhưng nó gắn kết lại với nhau. Nó gắn kết lại với nhau cho nên nó biến dạng từ hình này sang hình khác. Tứ đại theo đặc tính, đất có đặc tính cứng, đất có chức năng làm nền tảng, đất được thể hiện là đón nhận. Nước có tính chảy, nước có chức năng là tăng cường, nước có tính thể hiện là kết dính, nửa có tính nóng, nửa có tính làm chín, nửa có tính mềm. Gió có tính giãn nở, gió làm chuyển động, gió được thể hiện bằng sự mang đi. Thế là những cái đặc tính ở về đất nước lửa gió ở trên người mình. Bốn cái này, nó kết hợp với nhau. Nhưng bây giờ mình mổ xẻ, mình chia chẻ nó ra thì mình phải dựa vào các đặc tính của nó. Chứ bây giờ mình nhìn trên cái hình tướng mình không thấy nó, nhưng mà quan sát những cái đặc vào các cái đặc tính thì mình thấy nó. Cứ cái gì nó cứng, bây giờ mình cứ lúc nào mình cái trên thân mình cái gì cứng thì nó đặt, nó là nền tảng. Cái gì có cái tính chảy nó là nước, có tính nóng là lửa, có tính giãn là gió, tính chất của nó. Về nguồn gốc phát sinh của bốn đại, quán về cái nguồn gốc của nó. Tứ đại trong 42 thân phần có nguồn gốc phát sinh ra thức ăn chưa tiêu hóa phân mục. Cái nguồn gốc phát sinh của tứ đại thì nó có bốn nguồn gốc. Có những cái khi mà có cái tứ đại thì nó sinh ra từ nghiệp của quá khứ, có tứ đại thì nó sinh ra từ tâm, có tứ đại sinh ra từ thời tiết, có tứ đại sinh ra từ vật thực. Đó là nghiệp, tâm, thời tiết và vật thực là bốn cái nhân sinh ra những cái tứ đại này. Trong 42 thân phần này, thức ăn chưa tiêu, tức là cái thức ăn mình mới ăn vào, phân mù và nước tiểu, đó là những cái đại đấy nó thuộc về thời tiết. Thời tiết là nó không phải là mình, nó là những cái vật bên ngoài. Thức ăn ở bên ngoài nó vào trong bụng mình nhưng mà nó chưa chuyển hóa thành dinh dưỡng thì nó vẫn là vật bên ngoài. Lúc cái mình thích thì mình có thể lôn ra ngoài được. Còn phân là những cái mà nó đã tiêu hóa rồi, lúc ấy mình thích thì mình có thể tống khứ nó ra được, nó vẫn không phải là mình. Mủ và nước tiểu cũng vậy. Mủ mình có thể bỏ đi, nặn mủ đi, nước tiểu mình có thể cho tống nó ra được. Những cái đấy, những cái này nó không liên quan đến mình thì nó thuộc về thời tiết. Cái nguồn gốc của nó là thời tiết. Mồ hôi, nước mắt, nước mũi, nước miếng, những cái này nó thuộc về tâm và thời tiết. Nó thuộc về cả hai, tâm và thời tiết. Mồ hôi, tại sao tâm đã sinh ra mồ hôi? Có những cái lúc mà mình no nắng một cái gì đó, mình bồn chồn no âu cái gì đó mà toát mồ hôi này. Thì cái đấy là mồ hôi nó sinh ra từ đâu? Nó sinh ra từ tâm. Tâm nó làm cho toát mồ hôi này. Có những cái lúc mà buồn quá, sầu bi quá mà mình khóc, thì tại sao mình lại khóc? Tại sao nó chảy nước mắt này? Tại sao chảy nước mắt? Bởi vì cái tâm trạng của mình nó buồn quá. Chứ con mắt mình nó đâu có tự nhiên, nó có nước sẵn ở trong đấy đâu. Chứ có phải là trong con mắt mình nó có một cái bịch nước nó dự trữ ở đấy đâu. Lúc nào mình thích là cái nước ấy nó tuôn trào ra. Trong con mắt nó không có dự trữ nước mà tại sao nó lại khóc được? Mà tại sao khi khóc nó ra nhiều nước thế? Thì đấy là cái trạng thái tâm. Tâm sầu bi ai oán này bắt đầu nó tạo ra thành nước mắt. Đấy là nước mắt là sản phẩm của tâm. Nước mũi, nước miếng nó cũng là sản phẩm của tâm. Nước
nước mũi nước miếng vậy. Có những cái lúc mà mình thèm ăn quá một cái gì quá nó chảy nước miếng ấy. Đấy là tâm mình nó thèm chứ có phải là cái nước nó có sẵn đâu. Đấy là những cái đấy nó do tâm và thời tiết sinh. Hỏa đại tiêu hóa thức ăn là do nghiệp sinh. Những cái nửa để tiêu hóa thức ăn là do nghiệp sinh. Cái nghiệp ở quá khứ nó sinh này. Hơi thở vào ra là do tâm sinh. Cái hơi thở đi vào đi ra đây là sắc do tâm sinh. Tất cả các thân phần còn lại là thì do bốn thứ nghiệp tâm thời tiết và vật thực sinh. Tóc nó bóng răng da thịt gân xương tủy thận đấy. Tất cả những cái đấy thì nó do khoảng bốn thứ. Nó vừa do nghiệp quá khứ, nó vừa do tâm hiện tại, nó vừa do thời tiết và nó vừa do vật thực. Bốn cái đấy là nguồn gốc sinh ra những cái thân phần, những cái tứ đại này. Đó là tác ý về nguồn gốc sinh ra tứ đại. Về sự biệt đồng nhất của tứ đại, về sự sai biệt và đồng nhất của tứ đại. Sự sai biệt, mỗi đại có đặc tính khác nhau, chức năng khác nhau, nhưng thể hiện và có sự thể hiện khác nhau. Đất có đặc tính khác là cứng, nước có đặc tính là chảy, lửa có đặc tính là nóng, gió có đặc tính là đẩy. Các đặc tính đấy khác nhau nhưng nó có một cái sự tương đồng, đó là cả bốn đại nó đều là sắc. Cả bốn cái đại này, đất nước lửa gió này, nó đều là sắc rupa, những cái hạt sắc hay là những cái hạt là vi trần này. Cả bốn đại này nó đều là vi trần. Đất nước lửa gió nó đều là những hạt vi trần, là những hạt kalaba, là những cái hạt hạng nguyên tử. Và nó thường bị quấy nhiễu, nó bị quấy nhiễu bởi vì nữa là những cái hạt nó nhỏ đi cho nên là nó đâu có đứng yên được. Những cái gì mà nó những cái hạt nhỏ nhỏ như vậy thì một mình chỉ cần hơi thổi một cái là nó đã bùng lên rồi. Ví dụ như là bây giờ một cái nắm tro tàn, cái nắm tro mình chỉ cần hơi thổi một cái mà nó bùng lên, nó rất dễ bị quấy nhiễu như vậy. Thì trong thân mình nó có những cái hạt sắc này, nó không vậy. Thì hạt sắc ở trong thân mình, những cái hạt vi trần ở trong thân nó là những cái hạt nhỏ ni ti cho nên nó rất là nhiễu động, rất là nhiễu loạn. Nó không, cho nên là cái thân này nó không được an, lúc nào nó cũng bị bức bách như vậy, nó bị quấy nhiễu như vậy. Cả bốn đại chúng có biểu hiện lớn, cả bốn đại chúng có một cái điểm tương đồng nữa là nó có cái sự biểu hiện rất là lớn. Nó có, và nó có một cái đặc tính là giống như là huyễn thuật, nó có thể lừa gạt được chúng sinh. Nó có được cái sự duy trì lớn và nó có sự thay đổi lớn. Cái này phải tìm hiểu từng cái một. Bốn cái này, từng cái biểu hiện lớn này. Biểu biểu hiện lớn, biểu hiện dưới hình thức không chấp thủ như là quả địa cầu. Bốn đại này, nó biểu hiện ví dụ như là trái đất này, trong đó nó có đất nước lửa gió, nó rất là rộng lớn. Đấy là cái dưới cái hình thức không chấp thủ, mình không có chấp vào những cái đấy, nhưng mà dưới hình thức chấp thủ thì nó biểu hiện dưới cái thân con người. Hình thức có chấp thủ như là thân thể các chúng sinh, có những chúng sinh to lớn như con voi, có những cái chúng sinh to lớn như là cái con cá voi, to lớn như con người, có những chúng sinh các vị chư thiên thì người cũng to lớn rất là lớn, có những vị to cả một do tuần. Thì đấy là những chúng sinh rất là to lớn. Đấy là cái biểu hiện của tứ đại. Thế nào là như huyễn thuật? Tứ đại này nó như là những cái nhà huyễn thuật, hiện tướng lừa dối. Bốn đại này thay hình biến tướng để mê hoặc lòng người. Như từ nước biến thành pha lê, từ đất biến thành vàng ngọc. Cũng từ cái này nó có thể biến thành cái khác. Như bây giờ mình múc lên một bát nước, bây giờ mình hỏi đây là cái gì, cho mọi người xem, đây là nước nhé. Bây giờ mình cho vào cái ngăn đá ở tủ lạnh nhé, một tiếng sau mình đưa ra, đây là cái gì, bảo đây là đá. Và cứ nãy nó là nước, sao giờ nó biến thành đá? Mà đá thì nó có tính gì, nó cứng, mà nó cứng thì nó có phải là nước không? Cứng thì nó là đất rồi, vậy nó đang là nước sao nó biến thành đất được? Đất này, thế mình lại đem vào cái chỗ ra nắng mình phơi một lúc sau, nó lại biến lại thành nước. Vậy nó có thần thông không? Tứ đại nó có thần thông à? Nó biến hình, biến tướng, biến cái này thành cái kia. Như nhà huyễn thuật là vậy. Bây giờ đang có một nắm đất, đây giờ nó là đất.
Nhưng mà sau đó thì mình mới đem vào mình đúc, một lúc sau nó biến thành gạch, đang là đất mà nó biến hết cả cái tính chất của nó đang mềm mà nó thành cứng, mà nó đang cái màu lâu mà nó thành màu đỏ, biến luôn cả màu, biến luôn cả mùi, nó biến dạng rất là nhanh chóng. Bây giờ nó ở ngoài, bây giờ mình thấy một cái mâm cơm dọn lên, nó có rau này, có canh này, có các cơm canh rau cỏ các cái thứ đấy, nhưng mà khi nó vào bụng mình thì nó biến thành cái gì? Nó biến thành tóc, thành lông, thành móng, thành răng, thành da, thành thịt gân xương tủy thận. Sao nó biến tài tứ đại, nó biến như những nhà huyễn thuật, nó giống như nó có thần thông, nó biến cái này, biến cái nọ thành cái kia. Bây giờ đất nó có thể biến thành vàng được không? Nên bây giờ một cái con trai khi mà nó lọc nước ấy, khi nó thoát là một chút sạn ấy và trong người nó ngậm đấy, một thời gian sau nó biến thành ngọc. Sao nó đang là đất, đang là hạt cát mà sao nó biến thành ngọc được? Thì cái tứ đại nó vậy, nó biến cái này nó thành cái kia để nó mê hoặc mình. Có mỗi một cái hạt giống, một cái hạt gì đó thì mình mang ra với cái đống phân mình trồng, không sao nó nở thành bông hoa. Mà ôi sao nó cái gì mà sao nó biến tài thế? Bây giờ mình muốn cho hoa càng đẹp thì càng phải bón nhiều phân. Ủa sao phân mà nó biến thành hoa nữa? Phân là một cái bẩn mà biến thành hoa thì nó lại đẹp. Thì tứ đại nó biến dạng như vậy, nó cứ biến cái này thành cái kia, giống như những nhà huyễn thuật là thế. Nó biến đổi ra. Bây giờ trong thân thể của mình cũng vậy, nó chỉ là tứ đại nhưng mà nó biến ra thành mịn màng, thành những cái làn da mịn màng bên ngoài, nhưng mà nó bao bọc ở bên trong toàn những cái uế trược, biến thành cây cối nhà cửa. Bây giờ nó đang là một đống đất, đống cát, đá, xi măng, mai mốt nó biến thành nhà cửa rồi. Thì khi mà nó biến dạng như thế rồi là nó làm mê hoặc lòng người. Nhưng mà cái lúc mà nó còn là đất thì có ai mê không? Nó còn là đất nước người đó chẳng ai mê. Nhưng mà khi nó biến dạng đi một cái, hô biến một cái, nó biến thành cái khác cái, thì tự nhiên mọi người mê. Mê nó, nhưng mà một thời gian sau nó lại trở lại thành đất. Nó có biến nhưng mà nó cũng chỉ có được một thời gian thôi, một thời gian nhất định nào đấy thôi, rồi là nó lại trở về đúng cái bản chất của nó. Vậy nhưng hôm nay nó biến thành nhà, nhưng mà một mấy chục năm sau thì bắt đầu nó cứ mục dần, nó cứ từ từ nó lại trở lại đúng cái bản chất của nó. Cái thân của con người cũng vậy, tất cả những cái tứ đại đất nước lửa gió ở bên ngoài ấy, hàng ngày mình cứ nhồi nhét nó vào trong bao tử để cho nó biến thành người, nhưng mà cứ dần dần nó trở về với bản chất của nó. Cứ mỗi ngày nó trở về với bản chất của nó một tí, nó thải ra ngoài một tí, nó để nó đất nó cứ tìm từ từ nó lại tìm về với lại cái bản chất. Đất nó trở về với đất, nước nó trở về với nước, lửa nó trở về với lửa, gió nó trở về với gió, cho đến lúc mình chết là nó sẽ trở về một cách toàn diện luôn. Còn hàng ngày thì nó cũng trở về, nó cũng có tứ đại nó đi vào, có tứ đại nó đi ra, có cái tứ đại nó đến, có cái tứ đại nó đi, cho đến lúc mình chết là nó đi một cách toàn diện, nó đi hết sạch luôn. Mà nó đi đâu nó lại trở về với chính nó, mà nó đến, nó từ nó là đất nước lửa gió, nó đến rồi nó lại trở về với đất nước lửa gió. Và tất cả mọi thứ bên trong vậy, bên ngoài vậy, cái gì cũng vậy, nó đến cũng là từ đất nước lửa gió mà đến, rồi khi nó ra đi nó lại trở về với đất nước lửa gió, nó chẳng đi đâu cả, và bản chất của nó là đất nước lửa gió mà thôi. Vậy tại sao mình lại mê hoặc nó? Bởi vì nó có những cái cách nó biến dạng từ cái này sang cái kia để nó mê hoặc lòng người, giống như quỷ dạ xoa la sát. Khi mà nó muốn mê hoặc lòng người thì nó biến dạng thành người này người kia. Mình ưa thích cái gì thì nó biến ra những cái mình ưa thích, và nó dụ mình mà đi theo thôi. Muốn cái gì nó cho cái đấy, bắt đầu mình đi theo nó một cái, đi về đúng cái hang ổ của nó, cái nó túm mình và nó ăn thịt. Như vậy thì bây giờ tứ đại nó biến dạng ra thành đủ một các cái hình tướng này hình tướng kia, thế làm cho mình mê mẩn, mình đi theo, mình chạy theo nó, cuối cùng nó biến thành tứ đại, mình thất vọng, nhưng mình khóc than ê chề, trời ơi sao của tôi đi đâu mất rồi, sao lại bỏ tôi mà đi, ông ơi bà ơi sao bỏ tôi mà đi. Thì mình trở về người ta từ tứ đại đến, người ta trở về tứ đại, nên là mọi thứ chẳng may nó một cái nhà cửa nó bị ngọn lửa nó đốt cháy này, thế là trời ơi sao lại
thảm họa thế này, nhưng mà nó là tứ đại, nó trở về tứ đại thôi. Thì mọi cái nó chỉ là tứ đại. Thì cái người hành thiền tứ đại thì thấy ra trong bản chất mọi thứ, cái người đấy không có nhìn vào cái hình danh, cái hình tướng của nó, mà nhìn vào cái bản chất của nó. Cái người không có hành thiền tứ đại thì chỉ thấy được cái hình tướng bên ngoài. Thì mình phân biệt ra nó nhiều thứ, ở trên đời sao nó có nhiều thứ thế. Con người có nhiều loại người, vật chất có nhiều loại vật chất. Nhưng mà thực chất ra thì nó chỉ là cái hình tướng, hình tướng nó là vậy thôi. Nhưng mà bản chất nó như nhau, người nào cũng là tứ đại, cái gì nó cũng chỉ là tứ đại. Thì lúc đấy mình thấy nó dửng dưng, thấy nó dửng dưng với mọi thứ, nó thấy dửng dưng với mọi người. Nhưng mà mình thấy tất cả là tứ đại là vậy. Thế nào là duy trì bốn đại trong thân này? Cần được duy trì bởi những, bởi rất nhiều những nhu cầu tiêu thụ hàng ngày. Để duy trì được tứ đại thì cần phải ăn. Duy trì mình cần phải hàng ngày mình phải bổ sung tứ đại để nuôi dưỡng tứ đại. Mình cần phải ăn những vật cứng vật mềm để mình nuôi đất. Mình phải uống nước để mình duy trì nước. Mình cần phải hít hơi thở vào ra để mình duy trì gió. Mình cần phải sưởi ấm để mình duy trì lửa. Đấy là bốn đại, nó cần được duy trì, nó cần được vay mượn lẫn nhau, vay mượn để nó duy trì lẫn nhau. Những thứ đó nó trở nên rất là quan trọng vì chúng luôn được tìm kiếm cho nhu cầu tiêu thụ hàng ngày. Vậy thì hàng ngày mình đi tìm kiếm cái này, tìm kiếm cái kia, là tìm kiếm cái gì? Chỉ đi tìm kiếm tứ đại không à? Đi tìm kiếm, đi làm cái này cái kia để có cái ăn, đấy là tìm kiếm cái tứ đại để nuôi cái tứ đại ở trong, có nhà cửa để che chở cho cái tứ đại nó được duy trì. Mọi thứ nó là thế, tất cả mọi thứ nó chỉ là tứ đại thôi. Cái gì nó là tứ đại? Tiền vàng, nhà cửa, vợ con, nhà cửa, cho đến người thân, cho đến động sản, cho đến bất động sản, nó cũng chỉ là tứ đại. Thế nào là thay đổi tứ đại? Nó có cái sự thay đổi. Tứ đại không chấp thủ bị thay đổi, nhỏ thì tạo ra thiên tai, động đất, sóng thần, lốc xoáy, hỏa hoạn. Thay đổi lớn thì như thời kỳ kiếp hoại. Tứ đại ở bên ngoài thỉnh thoảng nó có cái sự xáo trộn, nó có cái sự thay đổi. Đất nở, rồi là sóng thần đấy, rồi là thỉnh thoảng nó có cái sự biến đổi. Thỉnh thoảng trái đất này lâu ngày nó bốc cháy, nó hoại hết. Có khi nó bị hoại gió, có khi nó bị hoại bởi nước. Còn tứ đại ở trong người mình vẫn có, người thì cũng chết vì gió, trúng gió mà chết. Có người chết vì trúng nước mà chết. Có người thì cũng bị cái tan thây mà chết. Thì đây là cái tứ đại đôi khi nó có những cái sự, có cái sự xáo trộn, nó có cái sự thay đổi lớn thì mình sẽ chết, còn thay đổi nhỏ thì mình ốm. Thỉnh thoảng mình ốm tí, chẳng qua đấy là tứ đại của mình nó xáo trộn một tí mà thôi. Rồi sau đó nó sẽ bình yên trở lại. Còn khi nào mà nó thay đổi mạnh quá thì mình phải chấp nhận cái chết. Tứ đại bất thường như vậy nên không có gì là bền vững. Tứ đại bên ngoài cũng vậy, nó cũng bất thường như vậy. Mình thấy đất đai sông núi đất trời này, mình thấy nó sừng sững ở đây hàng cả trăm năm, hàng ngàn năm, hàng triệu năm rồi, nhưng mà thật ra nó không bền vững mãi đâu. Nó chỉ có giới hạn của nó, đến một lúc nào đó rồi nó cũng sẽ bị hủy diệt hết, nó cũng sẽ bị tan hoại hết, chứ nó không có tồn tại mãi. Vậy thì huống chi cái tứ đại trong thân mình đâu có đáng kể gì. Cho nên là đôi khi nó phải có già, có bệnh, có chết, đấy là cái điều không tránh khỏi. Nên là để mình thấy vậy, để mình không có lương tựa, không có chấp trước vào cái tứ đại bên trong và bên ngoài. Tứ đại có thể phân và không thể phân. Đất nước lửa gió nó có những đặc tính riêng biệt của nó, đó là những tính có thể phân biệt được. Có những cái mình không phân biệt được, nó luôn cùng thể hiện trong mỗi nhóm sắc, dù là nhỏ nhất cũng có đủ 8 yếu tố là đất nước lửa gió, màu, mùi vị, dưỡng chất. Thì 8 cái yếu tố đấy nó luôn luôn có ở trong nhau. Bây giờ mình dơ lên một cái khúc gỗ, mình bảo đây là, trong cái khúc gỗ này là cái gì? Trong khúc gỗ này nó có, chỉ có cái tính của đất, nhưng mà nó tiềm ẩn ở trong đấy nó có nước, nó có lửa, nó có gió. 4 cái đấy là bao giờ nó cũng đi cùng với nhau, nên chẳng qua là cái nào nó trội hơn, cái này nó trội hơn cái kia lên mà thôi.
chứ ở trong bất cứ một cái gì nó cũng có đất, có nước, có lửa, có gió, dù là cái lớn nhất hay là cái nhỏ nhất. Nhưng bây giờ dơ lên một thanh sắt mình bảo trong này nó cả một cái cục sắt cứng thế này thì làm gì có nước, chứng minh tôi biết nước ở đâu, thì lúc ấy mình làm sao mình thấy được nước ở nó đấy. Lúc đấy thì mình chỉ cần cho nó vào lửa nó chảy luôn ra đấy, nó thành nước luôn đấy. Thì trong nó bản chất của nó dù nó là kim loại như vậy nhưng mà nó vẫn có nước. Mình đập hai cái đấy vào nhau nó phát ra lửa, vậy thì nó tiềm ẩn ở trong đấy, nó có cả đất, có cả nước, có cả lửa, có cả gió ở trong đấy. Nên trong con người mình cũng vậy, có đất, nước, lửa, gió ở trong người. Bốn cái này nó không thể phân biệt được, nó chỉ phân biệt được bằng đặc tính, chứ bất cứ cái dạng vật chất nào nó có cả bốn cái này nó gắn kết với nhau, sự giống nhau và khác nhau. Đất và nước có một tính giống nhau, đó là tính nặng. Lửa và gió có một tính nhau đó, có một tính giống nhau, đó là tính nhẹ. Trong cơ thể của mình ấy, có lúc nào mà mình cảm thấy uể oải, cứ muốn đi nằm, muốn đi nằm, cái lúc đấy là cái tính đất và tính nước nó nổi, nó trội, đất nó trội và nước nó trội ấy, thì mình thấy nó nặng nề, mình làm cái gì nó cũng ủ rũ, nó cũng mệt mỏi, nên chỉ muốn nằm y thôi. Nhưng mà còn cái lúc nào mà lửa nó mạnh, gió nó mạnh ấy, thì cái lúc đấy nó rất là linh hoạt, nó không muốn ngồi nó không yên, nó bắt đầu nó thích đi vận động, nó thích đi chạy nhảy, nó thích tung tăng, thích đi đây đi đó. Thì người cũng vậy, có những cái người có tính gió, người ta cái tính phong hỏa đại với phong đại nó nổi trội, cho nên cái người đấy người ta hiếu động. Có những đứa trẻ đó nó cứ hiếu động, bảo nó ngồi yên nó không ngồi, bởi vì nó có hỏa đại với phong đại nó mạnh. Còn có những cái đứa thì nó cứ ngồi nó không có nhúc nhích, nó không có muốn vận động, nó không muốn cử động, không muốn làm gì, thì đấy là vì cái tính địa đại, cái thủy đại nó mạnh, nên là nó thích tĩnh. Còn hỏa đại với phong đại nó mạnh thì nó lại thích động. Đấy là cái sự tác động của tứ đại. Tứ đại bên trong và bên ngoài. Tứ đại bên trong là nơi cho thức lương và sinh lên, được thể hiện qua các oai nghi, cử chỉ và biểu hiện. Ví dụ khi mà trong cái thân thể của mình thì nó là cái nơi nương tựa của tâm, đấy là tứ đại bên trong. Còn tứ đại ở bên ngoài thì vô tri vô thức. Tứ đại ở bên ngoài thì nó không có tri giác, không có nhận thức gì hết. Đấy là nó có sự khác nhau như vậy. Nên cái gì nó biến thành mình chấp thủ nó, là khi mà mình có cái tri thức ở trong đấy. Ví dụ bây giờ nói trên tóc mình nó có tri thức không? Nó cũng là một cái vật mà nó có tri, có thức ở trên đấy, có cái sự cảm nhận ở trên đấy. Nhưng bây giờ mình đụng cái gì vào tóc mình sẽ biết nó có cái trạng thái buồn trên da mình, tất cả cơ thể mình. Nó có cái ở mắt mình thì nó có nhãn thức, nó biết cảnh sắc, ở tai nó có nhĩ thức, nó biết cảnh thanh, ở mũi nó có cái thức, nó biết cái cảnh mùi vị, ở thân đều nó có. Tứ đại trong thân thì nó là nơi nương tựa cho các cái tâm thức, còn tứ đại bên ngoài là vô tri vô thức, vô tri vô giác. Cho nên các cái đại bên ngoài nó không có gì hết, cây cối nhà cửa mọi thứ đấy nó là vô tri vô giác, chứ nó không có biết nói chuyện với nhau, nó không có biết vui buồn gì hết, nó không có biết biểu hiện gì hết, biểu hiện nó không có biết khóc, không biết cười, không biết đi, không biết gì hết. Nhưng mà tứ đại ở bên trong thì nó biết, vì nó có cái thức nó nương tựa ở đấy, cho nên nó có những cái biểu hiện, cử chỉ, ngôn ngữ ở đấy. Sự vô tri, tứ đại là vô tri, mặc dù nó biết như vậy nhưng bản thân nó có biết không? Ví dụ như là đất, nó có biết ta là đất không? Nước, nó có biết ta là nước không? Bản chất bản thân nó lại không biết, nó chỉ là có cái thức nó nương vào đấy và cái thức nó biết thôi, chứ bản chất của nó không biết. Đất nó không biết ta là đất, nước nó không biết ta là nước, lửa nó không biết ta là lửa, gió nó không biết ta là gió. Cho nên là một cái người chết một cái là cái thức một cái thức nó biến mất rồi, là cái thân này trở thành vô tri luôn. Thì lúc đấy cái thân này nó giống như là những cái vật chất ở bên ngoài. Cho nên là khi mà người chết rồi, người ta muốn làm gì cũng được, xẻ thịt ra cho mấy con chim nó ăn cũng được, vứt ao cho cá ăn cũng được, mang đi chôn cũng được, mang đi đốt cũng được, mang làm gì cũng được. Cái lúc ấy nó trở thành vật vô tri, nó giống như là cây củi mục rồi, nó không có
không có biết đau, không biết sợ, không biết vui, biết buồn gì nữa. Nên là đối với cái xác chết mình muốn xử lý như thế nào cũng được. Nên là không có phải bận tâm gì với một cái tứ đại mà đã chết thôi, hoàn toàn là vô tri hết. Nên tứ đại còn sống thì nó có cái tri thức ở trong đấy, cho nên là cần phải có cái sự vui buồn ở trong đấy, có cái sự phân biệt ở trong đấy. Khi tác ý tứ đại theo những cách đã nói trên thì các đại chúng sẽ trở nên rõ rệt. Đối với một thiền sinh khi được tác ý như vậy nhiều lần thì cận hành định sẽ khởi lên nơi một người phân tích bốn đại chúng do ảnh hưởng của chi kiến. Thế là do mình có cái sự hiểu hơn, có cái cách tác ý để hiểu hơn về tứ đại, thì đến khi hành thiền tứ đại nó sẽ nhanh chóng hiểu được các cái đặc tính của tứ đại, mà lúc ấy mình sẽ đắc định, đắc được cận hành định. Và đây là lợi ích của cái pháp hành thiền tứ đại. Thiền sinh chuyên tâm hành thiền tứ đại, vị ấy sẽ an trú trong không, trong cái không tưởng, tưởng về không, và bỏ cái tưởng về chúng sinh, không nuôi dưỡng những tưởng tượng lệch lạc như là thú dữ, ma quỷ, nhiếp phục sợ hãi và khiếp đảm, nhiếp phục ưa và chán, như một người có trí tuệ lớn. Và nếu chưa chứng được niết bàn ở hiện tại thì cũng sẽ tái sinh một cõi này ở tương lai. Thế nào là an trú trong tánh không và bỏ cái tưởng về chúng sinh? Người hành thiền tứ đại sẽ an trú trong tánh không là làm sao? Tánh không là cái tuệ thấy rõ cái thân này là tứ đại, không phải là ta. Nó đến và đi theo quy luật của nó. Xưa nay ta nhận nhầm nó là ta, là người, là chúng sinh. Khi hành thiền tứ đại rồi mới nhận ra sự thật là không có cái ta nào cả, cũng chẳng có người, chẳng có chúng sinh, mà tất cả chỉ là sự vận hành của tứ đại. Tứ đại nó đang vận hành, khi hợp, khi tan, khi tụ, khi tán. Nó chỉ là tứ đại thôi. Nhưng là bây giờ có một cái đứa học sinh, nó cần một cái bút và cần một cái nọ mực, bắt đầu nó viết, nó vẽ ra cái hình tranh này, hình kia. Nó vẽ ra hình ngôi sao, hình nhà, hình người, hình con thú. Nhưng mà bản chất của nó chỉ là mực thôi. Nó chỉ là cái mực màu đó, chứ nó không phải là người thật, không có những cái hình ảnh này, nó không thật. Thế thì bây giờ tứ đại nó biến hiện ra, nó biến hiện ra nhà, cửa, cây, cối, người, súc vật. Nó biến hiện ra như thế thì nó biến hiện thôi, nhưng bản chất nó vẫn là tứ đại. Nó vẫn là đất nước lửa gió, dù nó có mang thân gì thì nó là đất nước lửa gió. Thì cái người mà hành thiền tứ đại trú trong cái không tưởng là vậy. Không tưởng có nghĩa là không có chấp vào cái hình tướng của bất cứ cái gì. Tức là cái người đấy không có nhìn nhận cái vạn vật bên ngoài qua hình tướng, mà cảm nhận nó bằng cái trí tuệ, tuệ giác quán chiếu, thấy mọi thứ là tứ đại. Thì để giữ cho cái tâm nó được bình yên, nó được an ổn, nó không bị mê mẩn đối với lại những cái cảnh trần ở bên ngoài, những cái cảnh sắc tướng ở bên ngoài, thì cái người hành thiện tứ đại, người đó dứt trừ được cái tham ái và chấp thủ đối với thân tâm, đối với thân thể và vật chất ở bên ngoài. Không nuôi dưỡng những cái tưởng về thú dữ và ma quỷ. Những cái người có tính nhút nhát mà ở một mình nơi vắng vẻ, nhất là trong đêm tối thì hay nghĩ tưởng đến ma, về là nghĩ tưởng đến thú dữ. Những cái người mà đấy thì hay tưởng tượng, hay sợ tối, hay là sợ tức là đủ mọi thứ để sợ. Nhưng mà thực ra thì mình đã nhìn thấy ma chưa? Mình chưa thấy. Hay là mình cứ tưởng tượng là ngồi đây, nhỡ là có con hổ hay là con cáo hay là con gì nó đến nó bắt mình. Thì cái người mà có tính nhút nhát là cứ hay tưởng tượng ra để sợ, cứ tưởng tượng ra để sợ. Còn cái người mà hành thiền tứ đại rồi thì nó sẽ hết cái sợ đó. Tất cả chỉ là vận hành của tứ đại, hình tướng thì khác nhau nhưng bản chất tột cùng chỉ là tứ đại, cho nên là không có gì phải sợ. Cái người hành thiền tứ đại rồi thì nó không thấy gì là sợ. Cái ta này với tất cả chúng sinh với vạn vật nó chỉ là tứ đại thôi, thì có cái gì đâu mà phải sợ, có cái gì đâu mà phải lo lắng. Cái hình thù đẹp hay là xấu thì nó cũng thế, mà nó có hiện ra thì nó chỉ nhe răng trợn mắt nên nó nát cả. Thì hình thù đấy mình trông nó bẩn, nó trông thấy nó xấu, nó ghê thì mình cảm thấy nó gớm. Còn cái hình đẹp thì mình thích, cái hình xấu thì mình sợ. Nhưng mà mình biết là đẹp với xấu nó chỉ là tứ đại, có gì đâu mà phải sợ. Thế là mình sẽ chẳng có cái gì đáng sợ nữa, chẳng có gì đáng yêu thì cũng chẳng có gì đáng sợ.
còn có cái để sợ thì cũng còn có cái để yêu. Như cái người nào càng sợ thì càng yêu, còn cái người nào mà không yêu thì cũng sẽ không sợ. Cái hành thiền tứ đại nó vậy, nó diệt hết cả cái mà ưa thích, cũng là nó diệt hết cả cái sợ hãi. Nhiếp phục sợ hãi và khiếp đảm. Do mình tưởng cái thân tứ đại này là ta, nên mình lo lắng chăm sóc và bảo vệ nó quá mức. Dù không có sự nguy hại nào, mình cũng tưởng tượng ra. Tưởng tượng ra bắt đầu mình đi, bắt đầu mình quan sát trong trời, trong đất, trong mây, trong mưa, trong nắng, trong ngày, trong đêm, lúc nào mình cũng lo lắng. Lo lắng đủ mọi thứ, cứ hay lo xa, hay lo xa cho cái thân này, hay bảo vệ cái thân này một cách quá mức cần thiết. Nó đi trên đường là phải mang đủ mọi thứ vũ khí đi để tự vệ, để bảo vệ. Mình cứ lo, mình cứ tưởng tượng là đi trên đường mình gặp cướp mà, mình gặp thú dữ, mình gặp cái này cái kia, đủ mọi thứ. Nên là mình có cái sự sợ hãi, hay có cái sự sợ hãi là mình đang ngồi có một cái lá rơi xuống, một cái giật mình, thì đó nó cũng là sợ hãi. Thì cái người hành thiền tứ đại này thì nó sẽ dửng dưng, nó sẽ mất hết cả cái sự sợ hãi, sợ hãi và khiếp đảm. Dù mình đi trong đêm tối mình không sợ hãi, mình đi đến đâu mình cũng không sợ hãi, mình cứ sợ là người ác, người kia ác, mình không sợ. Như là bây giờ mình đi đến đâu mình gặp một con chó dữ nó sổ, mình sợ, mình bỏ chạy thì nó lại vồ mình. Mình không sợ nó thì nó có khi nó lại sợ mình, mà mình mà sợ nó thì nó lại bắt mình. Cho nên là cái người mà không sợ thì tự nhiên nó có cái uy lực. Cái người nào mà người ta hiên ngang, người ta tự tin, người ta không sợ, thì tự nhiên là những cái người khác muốn làm hại lại không dám làm hại nữa. Thì cái người hành thiền tứ đại nó vậy, nó sẽ làm cho cái người đó không biết sợ hãi là gì nữa, không biết khiếp sợ một cái gì hết, không sợ ai, không sợ cái gì, không sợ con gì. Khi hiểu ra sự thật không có cái ta nào mà chỉ có tứ đại thôi thì mình đỡ phải lo lắng cho nó, ngay cả khi cái chết xảy đến cũng không sợ. Một cái người hành thiền tứ đại thì lúc đấy mình thấy tự coi thường cả cái chết. Còn có cái người mà sợ, cái người sợ là gì, là sợ chết, sợ là hay là có cái tính sợ chết. Còn là bởi vì cái người đó lúc nào cũng lo lắng bảo vệ cho mạng sống của mình. Còn những người biết là sống cũng chỉ là tứ đại, chết rồi cũng trở về tứ đại, có vấn đề gì đâu mà phải sợ, thì cái người đấy không có sợ, không có sợ chết nữa thì chẳng sợ cái gì cả. Còn cái người còn sợ chết thì cái gì cũng sợ. Thế nào là nhiếp phục ưa và chán? Thiền tứ đại nó sẽ diệt trừ được cái tính yêu và ghét này. Ưa và chán là yêu và ghét. Khi chưa hành thiền tứ đại thì còn bị chi phối bởi những trần cảnh bên trong và bên ngoài, có cái đẹp, có cái đáng ưa, có cái xấu xí, đáng chán ghét. Nhưng khi hành thiền tứ đại sẽ thấy bản chất của tất cả mọi vật chỉ là tứ đại, hình thức bên ngoài chỉ là cái vỏ, cái vỏ bọc chứa ẩn bên trong, chẳng có gì khác nhau. Đấy, hình thức bên ngoài thì có đẹp có xấu, nhưng chứa ở bên trong. Ví dụ như là hình bên ngoài có người đẹp người xấu nhé. Giờ mình nhìn cái hình thức bên ngoài có người này đẹp nhỉ, người kia xấu nhỉ, người đẹp mình thích, người xấu mình ghét. Nhưng mà thực ra cái vỏ, cái đẹp chỉ là cái vỏ bọc thôi, bên trong ai cũng có phân hết. Mà phân thì có phân đẹp, phân xấu, phân nào cũng thối như nhau hết. Thế thì lúc đấy cái người hành thiền tứ đại thì không nhìn cái hình thức bên ngoài mà hay nhìn sâu vào cái khía cạnh bên trong. Thì tự nhiên mình thấy nó dửng dưng, thấy đẹp cũng đẹp, cũng có cái xấu, ẩn chứa cái xấu, mà người xấu nó cũng ẩn chứa cái đẹp, nó cũng như nhau hết. Thế là chẳng còn có cái sự phân biệt đẹp xấu nữa. Hình thức bên ngoài có người đẹp người xấu. Người hành thiền tứ đại sẽ bình thản tự tại trước cái đẹp và cái xấu, nên không có cái ưa và không có cái ghét. Thế nào là như một người có trí tuệ lớn? Người hành thiền tứ đại thì người đấy sẽ có cái cách hành xử giống như là một cái người đại nhân, giống như là một cái người đại trí, giống như là một cái người có trí tuệ rộng lớn. Khi chưa hành thiền tứ đại, người ta thường bị cái tưởng chi sai lầm, sai lầm cho rằng tứ đại là ta, là người, là chúng sinh vạn vật, nên có sự phân biệt hơn thua, cao thấp, tốt xấu, yêu và ghét. Nên khi chưa hành thiền tứ đại, nó tưởng cái gì nó cũng cứ tưởng là thật. Ví dụ như là mấy đứa trẻ mình mua cho nó mấy cái đồ chơi, nó quý ơi là quý, nó thích ơi là thích, vì nó cứ tưởng như là cái đồ đấy là đồ chơi thật,
mà nó yêu chiều mình đụng vào cái nó khóc, nó khóc ầm ĩ lên. Nhưng mà khi mình lớn lên mình biết ồ đây chỉ là cái đồ chơi, đây chỉ là những cái đồ của trẻ con, và lúc đấy ai có cho mình thì mình cũng vứt vào sọt rác, mình không thiết không cần đâu. Thì lúc đấy khi mà mình là người lớn, là người trưởng thành thì nó khác với mấy đứa trẻ con. Trẻ con thì mấy cái đồ giả mà nó tưởng là thật, nhưng mà người lớn thì đồ thật, em biết là thật, giả biết là giả, lúc đấy là biết phân biệt rồi. Thì bây giờ cái người mê với người trí, cái người mê thì giống như trẻ con, lúc nào cũng nhìn cái hình sắc ở bên ngoài, cái này đẹp quá, cái này đẹp quá, thích yêu, cái xấu quá này xấu quá, chán bắt đầu ghét. Thì đấy là cái trạng thái đấy, cái của cái người mê giống như đứa trẻ con, cứ yêu thích chán ghét. Còn cái người mà hành thiền tứ đại rồi thì biết là chẳng có cái gì đẹp, chẳng có cái gì xấu, cái gì cũng là tứ đại, nó chỉ là đất nước lửa gió mà thôi. Cho nên là tự tại, được mất hơn thua là chuyện nhỏ, không có cạnh tranh, không bon chen, không có bận tâm phải đi cầu cạnh, không có bận tâm phải đi lừa đảo, không có bận tâm là phải đi kiếm trác cái gì hết. Cứ bình thản mà sống giữa cuộc đời này. Thì cái đấy là cái giống như là một cái người có trí tuệ lớn, vì biết rồi, mọi thứ nó là giả. Thì cái người có trí biết, nhận thức ra được là này, ồ thì mọi thứ nó chỉ là giả. Cuối cùng cái gì nó cũng trở về với đất nước lửa gió hết. Thân này nó trở về đất nước lửa gió. Vạn vật bên ngoài cuối cùng nó cũng mục nát, nó trở về đất nước lửa gió. Thì nó đến nó đi, nó có, nó được, nó mất, thì nó cũng như nhau. Giống như là cái đồ chơi của trẻ con ấy. Khi mà mình lớn lên rồi mình không còn thích nữa. Còn những người mê thì còn thích cảnh trần, thích sắc thanh hương vị xúc. Còn những người trí rồi thì thấy dừng dưng tự tại, chả có cái gì đáng thích nữa. Khi đã hiểu ra tất cả tứ đại, tất cả chỉ là tứ đại, thân thể hữu tình cho đến vạn vật vô tri, thì đó là một sự hiểu biết lớn, trí tuệ lớn, là chi kiến thù thắng. Vì không nhìn vạn vật bằng cái vẻ bề ngoài phù phiếm, mà dùng cái trí tuệ quan sát sự thật của thân thể bên trong và vạn vật bên ngoài. Bản chất của nó là giả tạm, rỗng không, vô nghĩa, không giống như những gì mình thấy bằng mắt thường, bằng sự tưởng chi lệch lạc. Vì vậy người hành thiền tứ đại sẽ là người có trí tuệ lớn. Kết luận: thiền phân tích bốn đại chủng luôn là sở hành của người trí. Vì vậy bậc thiền giả thánh sư tử thường an trú trong đề mục thiền vĩ đại này. Hết cái bài thiền tứ đại.